Chuyện 23S xin chào các bạn. Hôm nay trong khung giờ phát sóng quen thuộc, Hạ Vi xin gửi tới các bạn tập 2 bộ truyện độc quyền của tác giả Nguyễn Văn An. Các bạn hãy ủng hộ Hạ Vi và ekip Chuyện 23S bằng cách bình luận cảm xúc sau khi nghe chuyện nhé. Để lắng nghe những câu chuyện mới và ý nghĩa, các bạn hãy ấn theo dõi kênh và bật chuông thông báo. Mời các bạn cùng lắng nghe. Suốt từ lúc rời nhà hàng, điện thoại thông báo không ngừng. Toàn bộ cuộc gọi nhỡ và tin nhắn gửi đến đều là của Hoàng, nhưng tôi không có can đảm nghe máy hay đọc nội dung. Tâm can giằng xé thành nhiều mảnh, thở thôi cũng khó khăn. Vậy mà ông trời chẳng để tôi yên một giây phút nào. Hết mẹ con Thế Hào rồi lại đến Vũ Minh Chí làm phiền. Trong vô vàn cuộc gọi của Hoàng, bỗng lòi ra số điện thoại lạ. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay số của Chí. Vốn định tắt máy nhưng nửa chừng lại dừng lại, tiếp nhận cuộc gọi của anh ta. Đầu dây bên kia, giọng Vũ Minh Chí điềm nhiên hỏi. Sao? Chấm dứt rồi chứ? Bàn tay tôi siết chặt điện thoại, cố gắng kiềm chế để bản thân không hét lớn, phát tiết sự phẫn nộ qua điện thoại. Tôi lạnh nhạt đáp. Đúng như ý anh. Anh vừa lòng chưa? Người bên kia cười rất nhỏ, nhưng tôi vẫn nhạy cảm nhận ra tâm tư đắc ý của anh ta. Tốt, một người con hiếu thảo. Tưởng đâu cô sẽ vì tình yêu mà bỏ mặc bố mình. Tôi là người, không phải súc vật, không máu lạnh giống anh, ngang nhiên ép bạn gái của cháu trai cưới mình. Vũ Minh Chí im lặng, dường như câu nói đó đã chọc giận anh ta. Quả nhiên tôi suy đoán không sai, ngữ điệu cảnh cáo của Chí lạnh băng thể hiện rõ điều đó. Miệng lưỡi sắc sảo đôi khi lại là vũ khí giết chết bản thân đấy. Sau này nghĩ kỹ trước khi phát ngôn, tùy hứng sẽ không hay đâu. Nhớ kỹ, tôi không vì cô là phụ nữ mà tôi nể tình đâu. Vũ Minh Chí không ở trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm bùa vây xung quanh mình qua lời nói của anh ta. Cơ thể tôi khẽ run lên, miệng lưỡi bỗng mềm nhũn, thoáng mất bình tĩnh muốn tắt máy. Anh đã có đáp án mình muốn, thì tôi tắt máy đây. Cô dám tắt thử xem. Ngữ khí đe dọa rõ ràng, tôi nhíu mày hơi cao giọng hỏi. Anh còn gì để nói nữa sao? Vũ Minh Chí không trả lời mà hỏi ngược lại. Cô bịa ra lý do gì lừa cháu trai tôi thế? Anh không cần biết. Hay là cô muốn lúc nó tới tìm tôi lại kể một câu chuyện hoàn toàn khác với lời nói dối của cô? Anh... nói. Mặc dù Minh Chí bức tôi quá đáng, nhưng anh ta nói rất có lý. Sau cùng tôi cũng kể câu chuyện mình dựng lên lừa Hoàng cho anh ta biết. Nghe xong Chí cười mỉa mai. Diễn xuất của cô đúng thật là không tệ. Anh không thể áy náy với Hoàng ư? Ép tôi chia tay với anh ấy chưa đủ hay sao? Tại sao còn phải kết hôn? Vũ Minh Chí, anh suy nghĩ lại đi. Bước đường này là do anh em cô chọn, không có tư cách thương lượng với tôi. Tôi phải làm gì thì anh mới từ bỏ ý định kết hôn đây hả? Chí không quan tâm câu hỏi của tôi, âm thanh lãnh đạm truyền qua loa điện thoại đều đều. Chuẩn bị làm cho tốt vai trò con dâu nhà họ Vũ đi. 2 ngày nữa, tôi và bố mẹ sẽ đến nhà cô. Phải diễn thế nào chắc cô hiểu rõ. Đừng để bố mẹ tôi phát hiện cô không tình nguyện. Bằng không, tôi sẽ thay cô kể chuyện cho bố cô nghe đấy. Nói xong những lời cần nói, Vũ Minh Chí thẳng thừng tắt máy, còn tôi đành phải cắn răng cam chịu, sa chân vào cuộc hôn nhân định sẵn đã bất hạnh. Hoàng liên lạc không được, hôm sau anh liền tới thẳng nhà tìm tôi, nhưng tôi không chịu gặp mà bảo cô Năm ra ngoài khuyên anh rời đi. Tôi đứng trên tầng 2, lén lút nhìn Hoàng qua khe hở của rèm tre, thấy anh vẫn kiên định đứng đó thuyết phục cô Năm cho mình vào nhà. Giây phút ấy, trong đầu tôi thoáng có suy nghĩ muốn buông bỏ tất cả, chạy xuống nhà nhào vào lòng anh, đem hết tất cả sự thật nói với anh. Nếu Hoàng vẫn chấp nhận bên cạnh tôi sẽ cùng anh bỏ trốn, đến một nơi nào đó thật xa không ai biết chúng tôi, sống một cuộc sống mới. Thế nhưng nghĩ đến hậu quả khi chọc giận Vũ Minh Chí, tôi đành buông bỏ ý nghĩ, lấy điện thoại gửi đi một tin. Đừng tới tìm em nữa, em không thay đổi lựa chọn của mình đâu. Em và Chí sẽ kết hôn, thương em thì hãy tôn trọng quyết định của em nhé. Tin nhắn vừa gửi đi, Hoàng lập tức gọi lại. Tôi do dự mãi mới tiếp nhận, giọng anh run rẩy không giấu nổi đau lòng, vội vã hỏi. Em nói là thật, em sẽ kết hôn với cậu Chí sao? Vâng. Nguyễn Bảo Vi, rốt cuộc, em có nghĩ tới cảm nhận của anh không? Em vội vàng chia tay, cắt đứt quan hệ với anh là vì muốn nhanh chóng kết hôn cùng với cậu Chí sao? Mới ngày nào chúng ta còn vui vẻ bên nhau bàn về đám cưới, tương lai của hai đứa, mà chớp mắt em đã muốn theo người khác. Em nói đi, hứa hẹn trước đây của chúng ta tính thế nào? Tình yêu em dành cho anh, hạnh phúc mà em vẽ ra trước mắt anh, tất cả chỉ là ảo tưởng thôi sao? Em có luyến tiếc không? Hay kỷ niệm của đôi ta không đáng để em tiếc? Tiếc chứ, sao mà không tiếc cho được? Trước kia, nghe người ta nói đau đớn nhất là khoảnh khắc chia ly,
Tôi còn nghĩ mọi người nói quá, nhưng lúc này tôi đã cảm nhận được sâu sắc nhất nỗi đau xuyên qua trái tim, khiến tôi không dám hô hấp. Mỗi lúc hít vào, cơn đau dường như tăng thêm gấp bội. Nước mắt lăn dài trên má từ bao giờ, tôi giơ tay quệt đi hai hàng lệ, hít sâu một hơi, ngăn không để giọng mình lạc đi. Em xin lỗi, người như em anh đừng tiếc làm gì. Vậy nhá, em tắt máy đây. Sau khi kết thúc cuộc gọi, đợi bản thân không còn khóc nữa, tôi mới gọi điện thoại cho mẹ Hoàng, gửi lời xin lỗi đến hai bác, giải thích mình và Hoàng đã chia tay, sẽ không có hôn lễ nào diễn ra cả. Bác gái nghe xong thì bất ngờ và buồn lắm, không gặng hỏi nguyên do mà khuyên tôi bình tâm suy nghĩ lại. Nhưng chuyện đến nước này đã vượt ngoài tầm kiểm soát của tôi. Hai bác yêu chiều cưng tôi như con gái, sao tôi nỡ lòng làm gia đình họ mất mặt, khiến Hoàng phải mang tiếng khi lấy tôi. Là cháu vô phúc, không có duyên làm con dâu hai bác. Cháu thành thật xin lỗi, mong bác động viên anh Hoàng sớm quên cháu đi, tìm một cô gái xứng đôi với anh ấy ạ. Vì, cháu đừng nói như vậy, hai đứa giận dỗi gì nhau, nếu là hiểu lầm thì cùng nhau giải quyết, đừng vội vàng chia tay. Chúng cháu không giận nhau đâu, với lại chuyện này cháu đã suy nghĩ rất kỹ rồi ạ. Có lẽ trên thế gian này, hiếm có cặp đôi nào như chúng tôi, lúc bên nhau thì tương thân tương ái, không một lần cãi cọ, cả hai đều rất yêu đối phương, nhưng lại chia tay mà không thể nói rõ sự tình. Bác gái hàn gắn không được, đành buồn bã ậm ừ trong sự nuối tiếc để tôi tắt máy, bởi vì ngày mai gia đình Vũ Minh Chí tới gặp mặt, chuyện tôi sắp kết hôn rồi bố cũng sẽ biết, để bố không bất ngờ khi tôi cưới người hoàn toàn xa lạ, chưa từng dẫn về giới thiệu với ông, nên tôi đã chủ động sang phòng bố thông báo trước. Kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng thủ thỉ: "Bố, con sắp lấy chồng rồi, sau này không thể thường xuyên ở cạnh chăm sóc bố nữa." Ánh mắt bố hiện rõ niềm tươi vui vì nghĩ tôi kết hôn với Hoàng. Nhưng khi nghe tôi nói người mình kết hôn không phải là anh mà là người khác, ánh mắt bố liền biến đổi, có ngạc nhiên cùng thắc mắc. Tôi gượng cười nói dối gạt bố: "Con và anh Hoàng chỉ hợp yêu nhau thôi, không có duyên làm vợ chồng, nên con chia tay anh ấy rồi. Bọn con chia tay rất lịch sự, không ồn ào cãi vã hay bất mãn gì cả, mà cực kỳ tôn trọng lựa chọn của nhau. Tuy không yêu nữa, nhưng bọn con vẫn làm bạn bố ạ." "Người con sắp kết hôn tên là Chí, bọn con quen biết từ trước rồi. Xuất thân của anh ấy tốt lắm, cũng rất thương con, nên bố yên tâm nhé, không cần lo cho con đâu. Con gái bố sẽ sống thật hạnh phúc ạ." Bố là người làm ăn kinh doanh, bao năm trên thương trường tiếp xúc không ít người, ắt hẳn dễ dàng nhìn ra sơ hở của đối phương, nên ông có vẻ không tin lời tôi. Ngặt nỗi bố muốn hỏi lại, nhưng chẳng thể thốt nên lời, chỉ biết dùng ánh mắt để biểu thị tâm tư. Tôi nắm tay bố, nụ cười trên môi gắng nở rộ, tiếp thêm động lực cho ông. "Bố không tin con ạ? Nếu vậy, bố mau khỏe lại đi, xác minh con nói thật hay giả." "À, ngày mai bố mẹ Chí đến nhà mình nói chuyện người lớn đấy ạ. Anh Thế Hảo và mẹ Liên sẽ tiếp đón họ. Bố có muốn gặp mặt nhà trai không ạ?" "Hỏi lấy lệ vậy thôi, chứ bố di chuyển khó khăn, mà tôi cũng không thích Vũ Minh Chí có nhiều cơ hội tiếp xúc với bố, lo lắng anh ta vui miệng, cố tình nói ẩn ý này kia." Tuy nhiên câu hỏi của tôi vừa hay đúng ý bố, mí mắt ông chớp chớp mấy cái, ý bảo muốn gặp họ. Nhà đón khách quý, bà Liên chu đáo tỉ mỉ hơn hẳn, thái độ với tôi cũng niềm nở khác xa trước đây. Tôi biết tất cả chỉ là đóng kịch, một khi tôi hết giá lợi dụng, mẹ con bà ta sẽ lại coi tôi chẳng ra gì hết. Khi ông bà Vũ và Chí bước vào nhà, dù gia cảnh gia đình tôi cũng rất khá giả, nhưng mẹ Chí vẫn có vẻ khinh khỉnh, ánh mắt bà ấy nhìn tôi không hề có thiện cảm, trái ngược với vẻ ngoài sắc sảo cao quý của bà Vũ, ông Vũ điềm đạm hiền hậu hơn. "Thằng Chí bảo với chúng tôi là muốn lấy cháu Vi nhà bà, nên hôm nay vợ chồng tôi đến bàn chuyện cưới xin." Bà Liên cười cười, cánh môi vừa hé mở, chưa kịp nói thì bà Vũ đã lên tiếng trước. "Chẳng biết thằng Chí nhà tôi quen con gái bà từ bao giờ, yêu đương không nói một tiếng, đến tận khi cưới mới thông báo với bố mẹ. Thật sự tôi rất không hài lòng, nhưng thôi, chuyện đã thế rồi, tôi đành nhắm mắt bỏ qua." Lẽ ra nếu yêu nhau và kết hôn như bình thường thì Chí phải dẫn tôi về gặp mặt gia đình, giới thiệu với bố mẹ anh ta rồi mới bàn đến chuyện kết hôn. Nhưng vì chúng tôi không yêu nhau, tôi bị ép kết hôn, Chí cũng chẳng chú trọng, nên hình như anh ta chỉ thông báo với gia đình cho phải phép chuyện sẽ cưới tôi. "À vâng, cháu Vi chưa đến nhà chào hỏi anh chị là không đúng. Con bé còn trẻ nên suy nghĩ có phần nông cạn, cho phép tôi thay mặt cháu Vi xin lỗi anh chị." "22 tuổi rồi, bé bỏng gì nữa?" ông Vũ nhắc nhở nhỏ vợ mình. "Lỗi cũng ở con trai mình, Chí không dẫn về thì con bé muốn đến chào hỏi chúng ta cũng khó.
Em đừng bắt bẻ như thế chứ, làm con dâu tương lai sợ thì sao? Mẹ Chí mấp máy môi nói gì đó, nhưng vì quá nhỏ, chỉ nói đủ để chồng nghe, nên mọi người ngoại trừ ông Vũ ra thì không ai nghe được. Ông không nói với vợ nữa, mà quay sang bà Liên khẽ cười. Bọn trẻ mà, chúng tôi không để bụng đâu, miễn là chúng nó yêu thương nhau. Vâng vâng, cảm ơn anh chị. Tuy tôi không phải là mẹ ruột cái Vi, con bé là con của chồng tôi cũng như con gái tôi, nên là bậc làm cha mẹ, con cái đã muốn cưới nhau thì có sai sót gì cũng mong anh chị bỏ qua. Quan trọng là hai đứa chúng nó kết hôn suôn sẻ là mừng rồi. Có lẽ là bà Vũ chưa biết tôi là con gái riêng, nên khi nghe bà Liên bảo vậy, sắc mặt liền trở nên khó coi. Lúc đầu đã không có thiện cảm, giờ lại càng không ưa tôi hơn. Tôi im lặng chẳng nói gì cả, nhưng Vũ Minh Chí mặt không biểu cảm, ngồi phía đối diện đang chăm chăm nhìn bà Liên. Thế Hảo phát giác ra điểm bất thường, anh ta vội cười cười chuyển chủ đề nhằm xoa dịu bầu không khí. Đúng ra bố cháu sẽ gặp hai bác, nhưng vì ông bị bệnh, đi lại bất tiện nên không thể xuống nhà đón tiếp hai bác được. Mong hai bác thông cảm cho. Chuyện cưới xin của Vi, bố đã giao cho mẹ và cháu thay ông lo liệu. Có điều gì cần lưu ý, hai bác cứ nói ạ. Lúc này Chí bỗng lên tiếng. Mọi người nói chuyện đi, con lên tầng chào hỏi chú ấy một tiếng. Tôi đưa mắt nhìn Chí, đoán không ra ý đồ của anh ta. Chí thấy tôi nhìn thì nhoẻn miệng cười, thái độ giả tạo. Em dẫn anh lên gặp bố không? Hay để anh tự lên? Trong lòng căm hận tột độ, nhưng tôi vẫn phối hợp diễn cùng Chí trước mặt mọi người. Em đi cùng anh. Khi tôi và Chí đã đi xa, chắc chắn không có người nghe được chúng tôi nói chuyện, tôi mới giữ anh ta lại hỏi. Vũ Minh Chí, anh muốn gặp bố tôi làm gì? Vừa rồi cô bị điếc à? Tôi đã nói rõ ràng là chào hỏi bố cô rồi, nên cô không cần căng thẳng như vậy đâu. Chẳng lẽ cô không định để bố cô biết mặt con rể tương lai sao? Hôm qua đã hứa với bố sẽ để ông gặp gia đình Chí, không biết lát nữa họ có lên phòng bố hay không. Nhưng trước mắt cứ cho Chí gặp bố, trách việc ông trông ngóng, đương nhiên tôi không quên nhắc nhở anh ta. Tốt nhất là chỉ dừng ở mức chào hỏi thôi. Anh mà nói linh tinh khiến bố tôi nghi ngờ hay kích động đến ông ấy, tôi quyết liều mạng với anh. Yên tâm, cô không đối đầu chọc giận tôi sẽ không động đến người bệnh đâu. Tôi lén lườm Vũ Minh Chí, rồi xoay người đi trước dẫn anh ta đến phòng của bố. Khi tay tôi đặt trên nắm cửa chợt dừng lại, quay đầu lại hỏi anh ta. Vũ Minh Chí, hôn nhân giữa chúng ta sẽ kéo dài trong bao lâu? Tôi không mong cả đời sống cùng với Chí, nên muốn biết thời hạn, ít nhất là để mình có mục tiêu tiến lên phía trước, chờ đợi ngày được giải thoát. Thế nhưng Chí lại cười nhạt bảo, chưa gì đã muốn ly hôn à? Tiếc là tôi không phải nhà tiên tri, không thể nói rõ thời gian cho cô biết được. Chuyện khiến Chí sớm ly hôn, có lẽ là khi anh ta gặp được định mệnh của đời mình. Chỉ khi anh ta một lòng một dạ yêu thương ai đó thì mới dễ dàng buông tha cho tôi. Tôi phải đợi đến bao giờ chứ? Là 1 năm, 2 năm hay nhiều năm đây? Anh không quy định thời gian thì tùy thôi. Nhưng sau khi kết hôn, anh không được can thiệp vào đời tư của tôi. Tôi đi đâu làm gì anh không được quản. Yên tâm, tôi không ở sau lưng anh hẹn hò với ai khác để anh phải mang tiếng là bị cắm sừng đâu. Và tất nhiên, tôi cũng tuyệt đối không xen vào cuộc sống riêng của anh. Anh yêu đương hẹn hò với ai tôi không ý kiến. Nguyễn Bảo Vy, cô không có tư cách đưa ra yêu cầu với tôi. Anh... Vũ Minh Chí hoàn toàn phớt lờ tôi. Anh ta gạt tôi sang một bên, tự mình mở cửa phòng bố tiến vào trong. Cái trao mày của tôi ngay lập tức biến mất, gượng cười bước lên chắn trước Chí cất tiếng. Bố, con đưa anh Chí tới gặp bố đây ạ. Bố đánh mắt nhìn đến anh ta, Chí nói. Cháu chào chú. À không, Chí hơi dừng lại sửa cách xưng hô. Chúng ta sắp thành người một nhà, phải là con chào bố mới đúng ạ. Bố khẽ chớp mi mắt, đôi đồng tử thoáng nét hài lòng nhưng vẫn ẩn hiện nỗi nghi hoặc. Tôi bảo, hôm nay con mới có dịp dẫn Chí về ra mắt bố không giận con chứ? Tròng đen trong mắt bố đảo qua đảo lại, ý bảo không giận. Chí bước gần đến bên giường bố, hơi khom người, khóe môi mỉm cười rất thân thiện, chẳng biết là thật hay giả. Không biết Vi đã kể với bố về con thế nào? Gặp con bên ngoài, bố thấy con có giống lời kể của cô ấy không? Bố hài lòng về con chưa ạ? Hôm qua, tôi không nói gì nhiều về Chí cho bố nghe cả. Có chăng chỉ giả vờ khen anh ta đẹp trai, đối xử tốt với mình để bố bớt lo lắng mà thôi. Thừa biết bố tôi không thể nói chuyện, nhưng Chí vẫn cố tình hỏi mấy câu này, chắc hẳn muốn để tôi nghe và thăm dò phản ứng của bố. Từ sau đó đoán ra tôi kể tốt hay xấu về anh ta. Bố, con và Vi chuẩn bị kết hôn. Sau này con sẽ thay bố chăm sóc cô ấy thật chu đáo.
bố cứ yên tâm chữa bệnh nhé. Nghe lời hứa sáo rỗng của Vũ Minh Chí, tôi thấy ghê tởm và buồn nôn vô cùng. Còn bố, ánh mắt ông hiện rõ vui mừng cùng với cảm kích. Tôi thật không tưởng tượng nổi, nếu sau này bố phát hiện sự thật, ông sẽ thất vọng và đau lòng đến nhường nào. Liệu bố có trách tôi khi lừa gạt ông hay không? Trò chuyện khoảng 5 phút, tôi tìm lý do đuổi khéo Chí ra ngoài. Vừa định rời đi thì bố mẹ anh ta và mẹ con Thế Hào bước vào nên chúng tôi đành nán lại. Nghe bác trai nói đã ước định ngày cưới là mùng 8 tháng sau, tức là chỉ còn 16 ngày nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Không nghĩ mọi việc diễn ra gấp gáp như vậy, tôi muốn lùi lịch kết hôn muộn hơn. Tính thương lượng với Chí, nhưng thấy anh ta dửng dưng không ý kiến, như thể tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của Chí, nên chẳng buồn nói nữa để tránh chọc giận anh ta. Ngày đi chọn nhẫn chụp ảnh cưới, không có cảm giác hồi hộp mong chờ như với Hoàng, nên cả tôi và Chí đều rất thờ ơ. Nhẫn thì lấy bừa một cặp mà nhân viên cho là đẹp nhất, ảnh cưới cũng phải miễn cưỡng phối hợp mới chụp được vài tấm. Ngay cả khi tới nhà Chí dùng bữa, ngoài bố anh ta ra thì những thành viên khác trong gia đình đều lạnh nhạt, không hề có ý chào đón tôi. Tưởng đâu Chí là con một trong nhà, nhưng hóa ra anh ta còn có một cô em gái tên là Trinh, bằng tuổi tôi, và cô em nuôi tên Ngọc ít hơn tôi 2 tuổi, được bố mẹ Chí nhận nuôi từ khi còn rất nhỏ. Có lẽ vì xuất thân của tôi chưa đủ môn đăng hộ đối với nhà Chí. Thêm nữa, tôi lại là con gái riêng, nên mẹ Chí mới không thích tôi. Mỗi câu bà nói đều tỏ rõ thái độ khinh thường. Ngay cả Trinh, nhìn bề ngoài là một thiên kim tiểu thư nhã nhặn, dễ gần, nhưng cô ấy cũng không ưa tôi, từng lời thốt ra đều gai góc vô cùng. Khi chỉ có mình tôi, Trinh bảo, không biết ở cô có điểm gì nổi bật mà anh trai tôi lại lấy cô nữa. Khôn ngoan thì sống cho tốt, nắm cho chắc trái tim anh Chí vào, bằng không cô sẽ hối hận đấy, vì anh trai tôi cực kỳ đáng sợ. Chẳng rõ Trinh có ý tốt nhắc nhở hay dọa nạt, nhưng câu nói này như một lời cảnh báo trước về tương lai của tôi. Định sẵn cuộc hôn nhân giữa tôi và Chí sẽ gặp nhiều sóng gió. Chắc trên đời này chẳng có ai như tôi, đã bị ép phải kết hôn với người hại đời mình, mà còn gặp phải mẹ chồng và em chồng ghét mình nữa. Một cuộc hôn nhân biết rõ dấn thân vào sẽ phải chịu nhiều bất hạnh, tủi nhục, nhưng lại không thể quay đầu. Dù phía trước là chông gai hay vực thẳm thì vẫn phải bước tiếp. Thật muốn biết, nếu một ngày họ phát hiện tôi từng là người yêu của Hoàng, rồi bỗng chia tay anh ấy kết hôn với Chí thì như thế nào nhỉ? Có lẽ sự ghét bỏ sẽ nhiều hơn bây giờ, nhưng Vũ Minh Chí hẳn đã có chuẩn bị từ trước cho trường hợp này rồi. Thời gian rất nhanh đã đến ngày lễ cưới diễn ra, khách mời bên nhà gái chỉ có họ hàng thân thích và một số đối tác làm ăn cùng với gia đình, còn bạn bè của tôi thì không mời ai cả. Vì nghĩ sau này tôi và Chí rồi cũng sẽ ly hôn, ít người biết tôi cưới sẽ bớt hỏi nguyên nhân tôi chia tay Hoàng đi lấy người khác. Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần, cũng xác định rõ tương lai của mình, dù có mờ mịt tăm tối vẫn sẽ nhắm mắt đi tiếp. Thế nhưng không hiểu sao, giây phút ngồi trong phòng chờ, đột nhiên tôi lại thấy chùn chân. Là bất kỳ ai thì đời con gái cũng chỉ mong kết hôn đúng một lần, mặc váy cưới và trở thành cô dâu duy nhất một lần, sánh đôi cùng người đàn ông mình yêu tiến vào lễ đường, hẹn ước bên nhau đi hết cuộc đời. Tiếc là tôi chẳng thể thực hiện lời hứa ấy với người ấy, giống như hoàng hôn đẹp đến nao lòng, nhưng chẳng có cách nào giữ được. Liếc nhìn mình trong gương, cả người phát ra ánh hào quang rực rỡ, tự thấy bản thân xinh đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết, nhưng thâm tâm lại tràn ngập u tối. Tôi thở dài nặng nề một tiếng, không dám suy nghĩ quá nhiều về chuyện cũ, lo sợ cầm lòng không nổi sẽ rơi nước mắt, rồi người khác trông thấy lại sinh nghi. Bỗng cánh cửa phòng chờ mở ra, tôi vừa xoay người, liền trông thấy gương mặt thân quen đã nhiều ngày không gặp. Hoàng gầy hơn trước, sắc mặt cũng không tốt, ánh mắt buồn bã nhìn tôi mang nhiều tâm sự. Thấy anh như vậy, trái tim tôi như có một bàn tay bóp chặt, khiến nó đau nhói muốn nổ tung. Cả hai cứ im lặng nhìn nhau, lâu đến nỗi thời gian như ngưng đọng. Đến khi tôi không chịu được đôi mắt ấy nữa, thì gượng cười lên tiếng. Anh có vào nhầm phòng không ạ? Là anh cố tình tìm em, muốn nói chuyện riêng với em. Chúng ta đã nói rõ ràng rồi mà, anh còn chuyện khác muốn nói sao ạ? Hoàng tiến tới gần định nắm tay tôi, nhưng tôi rút tay về giữ khoảng cách với anh. Bàn tay anh lơ lửng giữa không trung, hụt hẫng từ từ thu tay về. Tôi bảo, hôm nay là hôn lễ của em, nếu không có chuyện gì quan trọng thì hôm khác mình nói sau nhé. Giờ anh ra ngoài trước đi, em không muốn anh Chí trông thấy, sẽ gây hiểu lầm không đáng có. Hoàng cười, nụ cười của anh rất nhạt, có buồn bã lại có thê lương, khiến tôi rất đau lòng. Tôi biết tâm trạng anh lúc này như thế nào, nhưng lại chẳng thể làm gì khác. Chỉ trách kiếp này hai đứa vô phận, không có duyên trở thành vợ chồng.
nên đành nhường lại vị trí đó cho người đến sau. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc. Chỉ là trong hạnh phúc của Hoàng không có tôi, anh mãi trở thành kỷ niệm đẹp mà đời này tôi luôn khắc ghi. Giọng Hoàng trầm buồn. Vì, em có muốn suy nghĩ lại không? Hủy hôn, cùng anh bắt đầu một cuộc sống khác. Nếu chỉ có mình tôi, đằng sau không phải bố hay công ty, không cần phải đánh đổi bất cứ điều gì, thì tôi chắc chắn sẽ bỏ trốn. Thế nhưng... thâm tâm tôi rất muốn, nhưng lời thốt ra khỏi miệng lại hoàn toàn trái ngược. Em đã lựa chọn cưới Chí thì sẽ không thay đổi đâu. Vậy mà với anh, em không tiếc chia tay. Em xin lỗi. Tôi nén toàn bộ đau lòng vào tận sâu tâm can, lẳng lặng xoay người lại, nhìn cô gái trang điểm rực rỡ trong gương. Dù lớp nền rất dày, nhưng không thể che được ánh mắt thất bại đến tột cùng của chính mình. Tôi cố giữ bình tĩnh, dõng dạc nói những lời khiến Hoàng hoàn toàn quên đi mảnh ảo tưởng đẹp đẽ, đặt một dấu chấm hết cho tình cảm của chúng tôi. Sau này em là vợ của Chí, cũng có nghĩa là mợ anh. Tránh để người khác xì xào bàn tán, chúng ta đừng nhắc chuyện cũ nữa, được không? Coi như là vì em lần cuối. Hoàng không trả lời ngay, mà im lặng nhìn tôi một hồi lâu, mãi sau mới nặng nề đáp. Được. Tuy không đối diện trực tiếp với anh, nhưng qua hình ảnh tấm gương phản chiếu, tôi dễ dàng nhìn ra đôi mắt long lanh nước của anh đã sớm nhuộm đỏ, Hoàng nói. Anh mong em hạnh phúc. Cậu Chí sẽ bảo vệ tốt cho em. Em hãy nhớ, dù yêu bất cứ ai, thì em cũng đừng quên yêu chính bản thân mình. Như thế em mới không vấp ngã, người khác không có cơ hội tổn thương em. Có như vậy, anh mới an lòng. Trên đời có mấy ai cao thượng được như Hoàng, bị bỏ rơi mà vẫn một lòng quan tâm, lo lắng cho tương lai người yêu cũ. Tình yêu của anh thiêng liêng, vĩ đại là thế, nhưng tôi lại chẳng thể giữ mãi cho riêng mình. Cánh môi tôi hé mở, thanh âm phát ra nhỏ bé. Vâng, anh nhất định phải hạnh phúc nhé. Không là người yêu nữa, chúng ta làm bạn được chứ? Anh muốn bên cạnh em với danh nghĩa bạn bè hơn là mợ cháu. Tôi không thể bắt ép một người rất yêu mình phải nhanh chóng quên tôi, bởi nếu là tôi cũng không làm được, chỉ có thể để thời gian bào mòn kỷ niệm, từng chút vơi đi rồi dần dần quên lãng. Thấy tôi chưa trả lời, Hoàng như sợ tôi không đồng ý nên nói thêm. Anh biết, mối quan hệ hiện tại giữa chúng ta rất khó để làm bạn, nhưng anh chưa thực sự sẵn sàng gọi em một tiếng mợ. Anh càng không muốn chúng ta trở nên xa lạ, mất tự nhiên mỗi khi gặp nhau. Chia tay đâu có nghĩa trở thành người dưng, phải không? Bố mẹ, cậu Chí và anh đã thống nhất sẽ giấu chuyện chúng ta từng yêu đương với gia đình cậu ấy, nên em hãy cứ vô lo vô nghĩ, sống thật hạnh phúc nhé. Vô lo vô nghĩ, sống thật hạnh phúc là chuyện khó khăn tôi không làm được nhất. Tôi nuốt khan thứ đắng chát ở nơi cổ họng đáp. Anh không ghét bỏ em thì chúng ta mãi là bạn bè. Hoàng mỉm cười, nhưng ý cười không hiện trong mắt mà là nỗi buồn thảm, bi ai và bất lực bao phủ. Tôi lén hít một hơi thật sâu, xách chiếc váy nặng trịch, chậm chạp xoay người đối diện với anh, khóe môi miễn cưỡng nhếch lên. Sắp đến giờ cử hành hôn lễ rồi, anh ra ngoài trước đi ạ. Tôi vừa muốn ở cạnh Hoàng nhiều hơn, được nhìn anh nhiều hơn một chút, nhưng lại sợ bản thân không giỏi kiềm chế cảm xúc mà bổ nhào vào lòng anh khóc nức nở. Thế nên chỉ biết khuyên anh rời đi trước khi tôi đánh mất sự tự chủ cuối cùng. Hoàng vẫn chưa nỡ rời đi, anh đứng yên đó dang rộng cánh tay. Vì, cho anh ôm em lần cuối được không? Tôi rơi vào tình thế khó xử, nửa muốn từ chối nửa lại không, vừa muốn ôm anh nhưng cũng vừa sợ hãi. Khi tôi đang phân vân thì cửa phòng bất ngờ mở ra, cả tôi và Hoàng đều không hẹn mà cùng hướng tầm mắt đến người bước vào. Vũ Minh Chí quan sát chúng tôi trong vài giây ngắn ngủi, chân mày anh ta thoáng nhíu lại rồi lập tức giãn ra. Chí sải bước lướt qua người Hoàng, đi đến bên cạnh tôi, vòng tay ôm lấy eo tôi, bày ra cảnh tượng thân mật cho Hoàng thấy. Tôi không đẩy anh ta ra mà cố nở nụ cười chan chứa tình cảm như những cặp vợ chồng sắp cưới khác. Giọng Chí trầm trầm đầy từ tính cất lên, lộ ra quyền uy nói với Hoàng. Nơi cháu nên xuất hiện là bên ngoài hội trường, thay cậu tiếp đón khách mời, chứ không phải trong phòng chờ của cô dâu. Còn nữa, Vi đã là mợ của cháu, chắc cậu không cần dạy cháu nên cư xử thế nào cho đúng chuẩn mực đâu nhỉ. Hoàng hạ tay xuống, ánh mắt nhìn Chí phẳng phất tia ai oán, ngữ điệu lạnh nhạt đáp. Không cần cậu dạy. Tốt, ra ngoài đi, đến giờ cử hành rồi. Hoàng không nói gì mà xoay người đi thẳng. Tôi cũng thu lại nét mặt giả tạo vừa rồi, nhỏ tiếng nói. Buông ra, tôi tự mình đi. Chí siết chặt vòng tay hơn, không cho tôi cựa quậy.
Tưởng tôi muốn ôm cô lắm sao? Cố mà diễn tròn vai, để bố cô chứng kiến con gái vui vẻ tiến vào lễ đường. Cô dám mặt mày xưng xỉa, ôm ấp lưu luyến thằng Hoàng để người khác trông thấy, khiến gia đình tôi mất mặt, thì đừng mong yên ổn với tôi. Tôi tự biết phải làm gì, không mượn anh nhắc. Tốt nhất là nên như vậy. Bên ngoài, bản nhạc Beautiful in White bắt đầu vang lên. MC rôm rả hò reo, bảo khách mời nhìn về phía cánh cửa dẫn tới lễ đường. Tôi khoác hở cánh tay trái của Chí, theo anh ta bước trên thảm đỏ. Vì không phải cô dâu đúng nghĩa, nên váy cưới trên người có đẹp đẽ, khung cảnh có rực rỡ tráng lệ, khiến quan khách trầm trồ ngưỡng mộ đến mấy, thì lòng tôi vẫn lạnh ngắt. Sắc mặt của Chí không vui cũng chẳng buồn, cùng tôi đứng trên sân khấu, nói những lời thề giả tạo trước hàng trăm khách mời, rồi đeo lên tay tôi chiếc nhẫn cưới. Lẽ ra khoảnh khắc ấy, tôi phải mỉm cười thật tươi trong ngày lễ trọng đại, nhưng tôi không sao cười nổi, trong lòng chẳng hề hạnh phúc. Gắng gượng lắm mới nở một nụ cười giả chân, che giấu sự tình ẩn chứa đằng sau. Bấy giờ khóe môi Vũ Minh Chí hơi cong lên, nhìn kỹ sẽ phát hiện nụ cười ấy mang theo ý cười giễu cợt thâm sâu. Anh ta ghé sát vào tai tôi, nói nhỏ chỉ đủ tôi nghe rõ. Nguyễn Bảo Vi, trò chơi giữa chúng ta đến lúc bắt đầu rồi. Đem hôn nhân đại sự, hạnh phúc của cả đời người ra làm trò đùa, đối với Vũ Minh Chí là một chuyện vui thú thế sao? Vì trả thù tôi, muốn tôi đau khổ, sống trong bất hạnh, mà anh ta đã chọn cách ràng buộc cuộc đời chúng tôi vào với nhau. Liệu một mai sau này, Chí có hối hận về những việc mình làm hay không? Tôi không phải kiểu người nhu nhược yếu đuối, định bụng đáp trả lại Vũ Minh Chí bằng câu nói. Được, tôi chơi cùng anh, xem ai là kẻ thua cuộc. Để anh ta biết tôi không dễ dàng khuất phục. Nhưng tôi chợt nhớ, Chí là loại người không nên đắc tội. Tôi sớm đã như cá nằm trên thớt, một nhát dao anh ta hạ xuống, không lấy mạng tôi cũng khiến tôi thoi thóp. Thế nên lời muốn nói đều nuốt ngược vào trong, im lặng mặc kệ Vũ Minh Chí. Dưới khán đài, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên, quan khách dần dần chúc mừng chúng tôi trăm năm hạnh phúc. Giữa những thanh âm vang dội ấy, có một đám người không hề cười, đó là mẹ Chí, hai cô em gái của anh ta và gia đình Hoàng. Tôi vốn không quan tâm gia đình Chí, nên toàn bộ sự chú ý đều đổ dồn lên người đàn ông mình yêu đang đứng phía sau xe lăn của bố tôi. Dưới hàng trăm ánh đèn điện từ trên trần chiếu xuống, nếu đáy mắt bố là mãn nguyện ngập tràn, thì đáy mắt Hoàng hiện rõ sự đau lòng và bất lực tột cùng. Đã từng hứa sẽ mãi yêu thương nhau, nắm tay nhau bước vào lễ đường trước sự chứng kiến của bạn bè người thân, đọc lời tuyên thệ, tra vào tay nhau trước nhẫn cưới, đứng chung một khung hình, lưu giữ những khoảnh khắc hạnh phúc đẹp đẽ nhất. Ấy vậy mà mọi thứ đều trở thành hư vô. Giữa tôi và Hoàng giờ đã xuất hiện một bức tường thành kiên cố vững chãi cắt ngang, khiến chúng tôi vĩnh viễn không cách nào trở lại như trước kia được nữa. Bởi vì tâm trí không đặt vào lễ cưới, đầu óc toàn chứa đựng những suy nghĩ về quá khứ và tương lai mơ hồ, nên có nhiều chuyện, nhiều người tôi không chú ý tới để sớm nhìn thấu điểm bất thường. Ví dụ như cặp mắt ai đó lén lút lườm tôi đầy oán hận, bất mãn với cuộc hôn nhân này hơn cả tôi và Hoàng. Nhưng rồi một khi người trong cuộc đã cố tình muốn tôi biết, thì tôi có lờ đi không quan tâm, tin tức vẫn tự khắc chuyển đến tai mình. Chật vật suốt cả ngày dài, hôn lễ cũng kết thúc. Trở về căn biệt thự xa hoa, hào nhoáng, tọa lạc ở vị trí đắt đỏ nhất thủ đô. Những ngày tháng sau này, tôi không còn được bên bố hằng ngày, mà sẽ sống cùng với gia đình Chí tại đây. Về phòng, toàn thân tôi mệt mỏi ê ẩm, tôi tắm gội thay đồ xong mới đặt lưng xuống giường, muốn nằm nghỉ một lát thì bỗng cửa phòng bật mở. Chí bước vào, trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, không nói không rằng, tiến thẳng về phía giường. Tôi chỉ kịp ngồi dậy, chưa hiểu anh ta sẽ làm gì, đã bị Chí tóm lấy cổ tay, kéo mạnh xuống giường khiến tôi lảo đảo suýt ngã. Tôi hất tay Chí ra cau mày. Anh làm cái gì vậy hả? Anh ta thái độ cọc cằn, giọng ngà ngà say. Biến! Chỗ này không phải nơi cô ngủ. Cút xuống đất nằm. Anh... Tôi phẫn nộ, nghiến răng định cãi Chí. Khi lời vừa ra đến cửa miệng lại vội nuốt vào. Nghĩ bụng Chí chủ động đuổi tôi cũng tốt. Tôi không cần ngủ cùng anh ta trên một chiếc giường, đắp chung một chiếc chăn. Nằm dưới đất không dễ chịu thật, nhưng chắc chắn thoải mái hơn nằm cạnh anh ta. Tôi lẳng lặng không nói, trực tiếp ôm gối cùng chăn trải xuống nền gạch làm chỗ ngủ. Có lẽ vì cả phòng có mỗi một chiếc chăn lại bị tôi lấy mất, Chí không vui, hất chân xê dịch. Tôi ngẩng đầu hỏi anh ta. Tôi đã nằm đất đúng vị ý anh còn muốn gì nữa? Ai cho cô tự ý lấy nó? Phủi sạch, để lại giường ngay. Còn người đèn thẫm như bóng đêm ngoài cửa sổ chăm chăm nhìn tôi. Khi say, đôi đồng tử trong mắt Chí chẳng những không lờ đờ, mơ hồ như người khác,
mà ngược lại ánh mắt ấy càng thêm sắc bén, khiến tôi không dám nhìn thẳng. Tôi không thèm đôi co với Chí mà nhấc chăn lên phủi theo yêu cầu, sau đó còn cẩn thận gấp gọn đặt ngay ngắn trên giường để anh ta khỏi có cớ bắt bẻ. Làm xong, nhìn chỗ mình nằm chỉ vỏn vẹn một chiếc gối, trong lòng tôi thầm oán trách, chửi thầm Vũ Minh Chí. Anh ta thì thong dong đến trước tủ quần áo, tùy ý chọn một bộ đồ rồi bỏ vào phòng tắm. Nằm dưới nền đá lạnh lẽo cùng suy tính trong đầu, tôi trở mình mãi vẫn không sao ngủ được. Sau cùng đành ngồi dậy, tầm mắt vừa hay dừng ở ghế sofa phía cuối giường, liền đó ôm gối đến đó nằm, biến sofa thành đệm êm. Khó khăn lắm, hai mắt tôi mới chịu nhắm lại, đang lưu diêu thì bị đánh thức bởi tiếng động mạnh do Trí tạo ra. Anh ta đứng lù lù ngay trước mặt tôi từ bao giờ, cả người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn ngang hông. Tôi giật mình bật dậy, theo bản năng tự vệ mà thu người về sau. Biểu cảm của Trí thản nhiên như không, hỏi với giọng điệu châm chọc. Cô ngủ ngon quá nhỉ? Tôi thở hắt mấy hơi lấy lại bình ổn. Anh muốn dọa chết tôi hay gì? Muốn cô thực hiện nghĩa vụ của một người vợ trong đêm tân hôn. Đầu tôi nảy số tức thì, biết rõ nghĩa vụ mà Chí nhắc tới ở đây, nhưng tôi không yêu anh ta, không có hứng làm tròn bổn phận nên viện cớ. Tôi mệt, tôi muốn ngủ. Hôm nay anh uống cũng nhiều rồi, ngủ sớm đi. Việc chưa làm, đừng mong ngủ. Dứt lời, không để tôi kịp phản ứng, Vũ Minh Chí đã kéo sốc người tôi dậy, quăng lên giường, khiến toàn thân tôi đập mạnh, đầu óc choáng váng. Tiếp đó cả cơ thể bị một sức nặng đè lên. Phút chốc, viễn cảnh trong quá khứ lũ lượt ùa về. Tôi sợ hãi vùng vẫy loạn xạ, muốn thoát khỏi Trí, nhưng hai tay bị anh ta chế ngự. Tránh ra, đừng động vào tôi! Anh ta không buồn quan tâm đến thái độ không hợp tác của tôi, mà thẳng tay xé rách bộ đồ trên người tôi không chút thương tiếc vứt xuống sàn. Tôi kịch liệt bài xích. Cúp đi, tôi không muốn với anh! Một tay Trí giữ hai tay tôi, tay còn lại siết chặt cằm tôi, ép tôi nhìn thẳng anh ta. Cô bây giờ đã là vợ của tôi, muốn hay không, không phải mình cô quyết. Tôi khó khăn phản bác. Anh khinh tôi rẻ tiền, sao còn chạm vào tôi? Mục đích của anh là trả thù. Anh ngủ với kẻ thù thì chỉ khiến anh khó chịu bực bội mà thôi. Thả anh giữ sức, đi tìm mấy cô gái hợp khẩu vị của anh, bọn họ sẽ làm anh thỏa mãn hơn tôi. Bớt nhiều lời đi, tôi lấy cô về không phải để trưng. Nói rồi, Vũ Minh Chí giật chiếc khăn tắm ngang hông, cơ thể cường tráng chắc khỏe của anh ta hoàn toàn phơi bày trước mắt tôi. Anh ta dường như không biết ngại, nhưng tôi thì ngượng đỏ cả mặt, hai mắt vụn nhắm tịt lại. Mặc tôi phản kháng, Vũ Minh Chí dứt khoát chủ động luôn. Tôi đã cố nghiến răng chịu đựng nhưng vẫn không kìm nổi. Không chịu đựng được thì ban đầu đừng nên giở trò với tôi. Hôm nay mới chỉ là bắt đầu thôi, 5 tháng sau này còn dài. Tôi sẽ cho cô hiểu rõ thế nào là đau khổ tột cùng, muốn thoát mà không ra khỏi. Cô cứ từ từ cảm nhận đi. Lời nói này hệt như kim nhọn xuyên qua trái tim tôi. Ngoài đau đớn còn thấy buồn và rất nực cười. Chí đã ghét tôi ngay từ lần đầu gặp gỡ, có ác cảm và cái nhìn không tốt về tôi, nên tôi thanh minh giải thích bao nhiêu lần thì anh ta vẫn chẳng buồn tin. Hoặc Chí căn bản cũng đoán ra tôi chỉ là quân cờ trong tay Thế Hào. Nhưng vì tôi cùng chung huyết thống với Thế Hào nên Chí mới một mực không tin và thủ lây sang tôi. Biết rõ chuyện như thế này không thể tránh khỏi, cũng xem đây là một cách trả thù khiến tôi khổ sở, nên Vũ Minh Chí sẽ không bỏ qua. Dù tôi có ra sức né tránh hay quyết liệt phản đối thì kết quả thua thiệt vẫn là tôi. Mục đích của Chí là làm tôi nhục nhã vô tận. Vậy tôi tự nguyện coi như người chết, mặc anh ta muốn làm gì thì làm. Sẽ không có người đàn ông nào cảm thấy hứng thú với người chết đúng không? Nhưng tôi đã sai. Tôi càng nằm im bất động, Vũ Minh Chí càng mạnh mẽ hơn. Tôi cắn môi căm hận, dường dường đôi mắt đã ngấn nước từ bao giờ lườm chằm chằm Chí. Gương mặt anh ta mang vẻ thờ ơ và dửng dưng. Tôi đau đến nỗi không thể chịu nổi, cảm giác như da thịt bị rách toạc. Nước mắt tôi lặng lẽ chảy ướt hai má từ bao giờ. Chẳng biết thời gian kéo dài bao lâu, phải đến khi Vũ Minh Chí chạm tới cực điểm, giữa lúc sắp đặt đến đoạn cuối thì anh ta kiểm soát một cách an toàn. Tôi mờ mịt nghe thấy Chí nghiến răng chửi thề 2 tiếng. Tuy không có kinh nghiệm chuyện đó, nhưng tôi nghĩ chắc chẳng mấy người đàn ông muốn dừng lại vào giây phút như thế. Thế nên trong ánh mắt của Chí vẫn còn vương lại cảm xúc bị đè nén khi chưa thật sự đạt được. Hành động của Chí cũng rất dễ hiểu. Chúng tôi kết hôn không phải vì yêu, sau này sẽ ly hôn, nên anh ta không muốn gieo hạt mầm mống trong người tôi, và chính tôi cũng không bằng lòng sinh con cho anh ta. Con cái là kết tinh của tình yêu, là món quà thiêng liêng nhất ông trời ban tặng cho những cặp vợ chồng.
Tôi muốn con mình sinh ra được sống trong gia đình hạnh phúc đúng nghĩa, chứ không phải sinh ra để chứng kiến bố mẹ thù hằn, chán ghét nhau hay phân ly. Là một người lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn, tôi hiểu rõ hơn bất kỳ ai ở phương diện này, vì vậy sẽ không để con mình phải chịu cảnh giống tôi. Xong xuôi, Vũ Minh Chí trèo xuống giường, đi thẳng vào phòng tắm xả nước. Lát sau đi ra, tôi đã mặc lại quần áo đợi để tắm rửa. Cả hai không buồn liếc nhìn đối phương mà thờ ơ lướt qua nhau, hệt như trận kịch tính vừa rồi chỉ là qua đường, không chút vương vấn. Đứng dưới vòi hoa sen, nước xả toàn thân, tôi khóc không thành tiếng, ra sức kỳ cọ mọi ngóc ngách trên người nhằm gột rửa hết thảy. Tôi nhớ Hoàng, nhớ anh đến quặn lòng. Ánh mắt của anh khi đứng dưới sân khấu đã trở thành nỗi ám ảnh day dứt trong lòng tôi. Không biết phải qua bao lâu mới phai mờ, hay sẽ mãi in sâu vào tâm trí tôi. Chắc hẳn Hoàng cũng giống tôi, anh đang rất buồn và nghĩ về đoạn thời gian tươi đẹp chúng tôi quen biết rồi yêu nhau, bình yên và lãng mạn vô cùng. Nếu bây giờ có một điều ước, tôi sẽ ước mình và Vũ Minh Chí vĩnh viễn không gặp nhau, để những bất hạnh cùng ngang trái không xuất hiện, tôi và Hoàng cũng không phải chia xa trong đau đớn dày vò. Tiếc thay, số phận đã định sẵn, buộc tôi phải gặp gỡ Vũ Minh Chí để nếm đủ mùi vị đắng cay ngọt bùi của cuộc đời một cách chân thật và rõ ràng nhất. Ngày đầu tiên làm dâu, tôi dậy từ rất sớm, không phải có người đánh thức, mà là suốt đêm khó ngủ, thấp thỏm không yên. Sợ Vũ Minh Chí nhân cơ hội tôi ngủ say sẽ giở trò đồi bại, nên cứ hễ có tiếng động dù là rất nhỏ cũng làm tôi giật mình. Trời tờ mờ sáng tôi đã tỉnh giấc, mí mắt vừa hé mở liền trông thấy bóng dáng của Chí đang bơi lội trong bể bơi ngoài ban công. Tòa biệt thự nhà họ Vũ rất rộng, tầng 1 là phòng khách, nhà bếp, một phòng ngủ của trợ lý Hải và khu vực trưng bày những món đồ đắt tiền. Tầng 2 gồm 3 phòng, phía bên phải cầu thang là phòng của Trinh và Ngọc, bên trái là phòng của vợ chồng tôi, cũng là căn phòng ngủ lớn nhất biệt thự. Cả căn phòng chẳng khác nào một biệt thự thu nhỏ, có từng gian phòng riêng biệt không ngăn cửa, bên ngoài ban công còn có hồ bơi, và tầng 3 là phòng của bố mẹ chồng và phòng ngủ dành cho khách. Nhắc đến người đàn ông tên Hải, anh ta không đơn giản chỉ làm trợ lý, mà còn là người rất thân cận bên cạnh Chí, nên biểu cảm lúc nào cũng lạnh tanh chẳng khác gì chồng tôi. Nhưng đem so sánh với những người khác, thì ngoại trừ bố chồng, Hải là người lịch sự và khá tôn trọng tôi. Trong mắt anh ta, tôi không nhìn thấy nét mặt khinh miệt, coi thường hay giả vờ kiêng nể nào cả, mà hoàn toàn xuất phát từ con người thật, không như giúp việc trong nhà. Trước mặt thì xem tôi là chủ, nhưng sau lưng lại dè bỉu không coi tôi ra gì. Cũng dễ hiểu thôi, ai bảo tôi không có được thiện cảm của mẹ chồng và em chồng. Thấy Chí sắp ngoi lên mặt nước, tôi vội đứng dậy vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi quay trở ra, đúng lúc anh ta đã thay bộ đồ khác. Tôi vẫn giữ thái độ im lặng, định bụng xuống nhà xem có việc gì cần làm không, thì Chí bỗng lên tiếng. Công việc buổi sáng của cô là chọn đồ đi làm, sau đó ủi thẳng cho tôi. Ăn sáng xong tôi sẽ mặc nó. Trước đây, công việc là ủi, chắc do giúp việc làm. Giờ có tôi rồi nên Chí liền giao lại cho tôi. Nói thật, nếu là một cặp vợ chồng bình thường, tôi rất thích chính tay mình chuẩn bị quần áo cho chồng. Ngặt nỗi, tôi và Chí giống như vậy, nên công việc này với tôi mà nói đầy sự chán ghét. Tính bảo anh có chân có tay, thích mặc đồ thế nào tự đi mà chọn. Nhưng rồi lời chưa thốt ra đã bị nuốt xuống, tránh việc chọc điên cãi nhau với Chí. Tôi ngộ ra một điều, muốn yên ổn trong ngôi nhà này thì buộc phải nhẫn nhịn, nhường Vũ Minh Chí và những thành viên khác. Tốt nhất không nên làm căng, nếu chưa bị dồn ép đến bước đường cùng. Sống dưới sự tàn bạo, vô nhân tính của mẹ con Nguyễn Thế Hào nhiều năm tôi còn chịu đựng được, thì với Vũ Minh Chí chắc đã là gì. Cùng lắm sống khổ, mất tự do thêm vài năm thôi. Nghĩ lạc quan là thế, nhưng chẳng biết tôi có kiên cường nổi không. Tôi không nói không rằng, xoay người đi đến tủ quần áo, không buồn liếc mắt tìm tòi, mà chọn bừa một bộ đồ rồi ủi thẳng. Lát sau xong việc cũng đã gần 6:30 sáng, cả tôi và Chí cùng muốn xuống nhà. Vừa mở cửa phòng, tôi bị giật mình bởi người đứng trước mặt. Ngọc sắc mặt có vẻ không tốt, quầng mắt hơi sạm như người bị thiếu ngủ. Con bé thấy Chí liền tươi tỉnh hơn, nhưng vẫn không giấu nổi thần sắc mệt mỏi. Ngọc lao vào Chí, khoác cánh tay anh ta đầy thân thiết. Anh dậy rồi à? Ừ, qua phòng anh có việc gì? Em qua chuẩn bị đồ cho anh như mọi khi. Anh lấy vợ xong là cho em ra gì à? Hóa ra người phụ trách chuẩn bị đồ đi làm cho Chí là Ngọc. Vậy mà tôi cứ tưởng giúp việc cơ. Bọn họ chỉ là anh em nuôi mà gần gũi, quý mến nhau thế đấy. Nhìn lại tôi và Thế Hào, anh em cùng bố khác mẹ, nhưng chẳng khác nào kẻ thù truyền kiếp. Ngọc chu môi, điệu bộ tủi thân hỏi Chí.
Anh ta không trả lời câu hỏi của con bé mà gỡ cánh tay Ngọc ra, giọng điệu tử tốn nói: sau này không phiền đến em, việc đó vợ anh sẽ làm. Không biết có phải tôi nhìn nhầm không mà thấy trong mắt Ngọc thoáng qua nét mất mát và một loại biểu cảm gì đó như không bằng lòng, nhưng vẫn đáp: vâng, em hiểu rồi ạ. Ừ, xuống nhà ăn sáng đi. Vâng. Khi ấy tôi không để ý nhiều, cứ nghĩ Ngọc được nhận nuôi từ nhỏ nên tình cảm với mọi người trong gia đình Chí chẳng khác nào ruột thịt máu mủ, có gần gũi quan tâm nhau quá mức cũng là điều bình thường. Nhưng dần dần tôi mới biết chuyện mà tôi cho là bình thường lại vô cùng bất thường. Dưới phòng khách, mọi người đều đã dậy. Trinh thấy chúng tôi xuống liền tắt điện thoại đặt sang bên cạnh, miệng mỉm cười mà lời nói bóng gió với tôi: chị dâu, ngày đầu làm dâu đúng ra chị phải dậy sớm pha trà rót nước mời bố mẹ chồng chứ, ai lại ngủ đến giờ mới dậy. Mặc dù có mặt Trí, thái độ của Trinh đã bớt phần ghét bỏ tôi ra mặt, nhưng ngữ điệu châm chọc vẫn rất rõ ràng. Tôi chào buổi sáng bố mẹ chồng rồi quay sang tính trả lời Trinh thì Trí đã nói trước, nét mặt không mảy may biểu cảm: cần pha trà rót nước hay không cũng là bố mẹ lên tiếng, chưa đến lượt em phải dạy chị dâu nên hay không nên làm gì. Vừa nói, Trí vừa kéo tôi ngồi xuống ghế, đánh mắt ra hiệu cho Trinh lấy nước mời chúng tôi. Những tưởng chúng tôi chỉ già làm cặp vợ chồng ân ái trước mặt mọi người, còn việc tôi bị người nhà họ Vũ dè bỉu bắt nạt, Trí sẽ chẳng bận tâm. Dù sao đó cũng là một loại tra tấn tâm lý khiến tôi ngột ngạt khi sống chung với nhà chồng. Thật không ngờ Trí lại ra mặt nói giúp tôi. Trinh hậm hực đẩy hai ly nước trắng về phía chúng tôi mời lấy lệ: anh chị uống nước. Trí không uống ngay mà nhìn chăm chăm vào ly nước. Tôi biết ý nên rót hai tách trà mời bố mẹ chồng. Con mời bố mẹ uống trà ạ. Bố chồng vui vẻ nhận lấy uống hết, còn mẹ chồng chẳng buồn cầm lên nhấp môi mà bơ tôi luôn. Quay sang hỏi han Trinh và Ngọc tối qua có mệt không, ngủ có ngon không. Bố chồng cười hiền hậu bảo: vợ chồng mới cưới, dậy muộn là lẽ thường tình. Chưa kể hôm qua tiếp khách cũng mệt. Với lại bố mẹ không quá câu nệ tiểu tiết đâu, nên các con dậy lúc nào cũng được. Mọi việc lặt vặt trong nhà đã có giúp việc làm rồi. Mẹ chồng nghe vậy có vẻ không hài lòng, nhưng bà chẳng ý kiến gì cả mà để mặc bố chồng nói: theo phong tục thì hôm nay hai đứa phải sang lại mặt nhà gái đấy. Lát ăn sáng xong, Chí đưa vợ qua bên đó rồi tối hãy về, không thì ở qua đêm sáng mai về cũng được. Thú thật, tôi không trông mong gì ở Chí. Anh ta sang cũng được, không sang cũng chẳng sao. Thế nhưng Chí rất tự nhiên trả lời bố mình: vâng. Mới cưới xong, hai đứa nghỉ ngơi cho thoải mái đã nhá. Chí xem Vi thích đi đâu thì dành thời gian này đưa vợ đi hưởng tuần trăng mật luôn. Bố chồng vừa nói dứt câu, ngoài tôi và Chí không có phản ứng quá khích ra thì mẹ cùng hai cô em chồng đều đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi, tò mò câu trả lời từ Chí. Bấy giờ trên môi anh ta như có như không nở một nụ cười. Chí quay sang nhìn tôi, nhưng là nói với bố: chuyện này con để Vi quyết, cô ấy muốn đi đâu con sẽ cùng cô ấy tới đó. Tôi chẳng thiết tha tuần trăng mật với Chí nên gượng cười tìm một cái cớ: anh Chí còn bận nhiều việc, con không muốn ảnh hưởng đến công việc của anh ấy đâu ạ. Đi chơi thì lúc nào cũng được, chứ không phải là tuần trăng mật, nên bọn con tính đợi dư giả thời gian, rảnh rỗi rồi đi sau cũng được ạ. Công việc làm tới bao giờ cho hết, hai đứa tranh thủ thời gian này đi. Mẹ chồng cắt ngang: đúng rồi, đi lúc nào chẳng được, quan trọng gì trăng mật. Biết là mẹ chồng không thích mình, nhưng không hiểu sao tôi cứ có cảm giác như bà ấy lo lắng tôi và Chí quấn quýt nhau quá thì phải. Theo lẽ mà nói, là một người mẹ, bà ấy nên vun vén hạnh phúc cho con mình chứ. Đằng này như kiểu bà sợ tôi ăn thịt Chí không bằng. Thấy con trai im lặng không ý kiến, bố chồng định nói gì đó nhưng lại thôi. Ông khẽ thở dài bảo: vậy tùy hai đứa, vào ăn sáng đi còn qua bên nhà. Vâng. Bữa sáng đầu tiên ở nhà chồng áp lực y như tôi tưởng. Mẹ chồng cứ bóng gió chê xuất thân của tôi không xứng với nhà họ, mà đâu biết tôi cũng chẳng thiết tha gì bước chân vào đây. Nên mẹ chồng nói mặc bà, tôi thì làm ngơ như không hiểu cho đỡ mệt đầu, thì thoảng mới gượng cười trả lời mấy câu hỏi quan tâm của bố chồng, còn lại thì chỉ im lặng ăn cho xong bữa. Lúc chúng tôi về phòng thay đồ, chuẩn bị rời khỏi nhà, mà mặt mày mẹ chồng vẫn cứ sầm sầm xì xì, thậm chí còn không thèm chuẩn bị quà lại mặt cho nhà thông gia. Nhưng khi cái Ngọc đeo cặp sách chạy đến trước Chí đòi anh ta đưa đi học thì bà bảo: con đưa em qua trường rồi về nhà bên kia sau cũng được, kẻo em muộn học. Chí giơ tay nhìn đồng hồ thẳng thừng từ chối: trường Ngọc ngược đường với nhà Vi, đi lại không tiện, con sẽ bảo Hải đưa con bé đi. Trinh từ trên cầu thang đi xuống,
đúng lúc nghe anh trai nói thế thì bảo: em và anh Hải có chút việc bận, chưa đến công ty ngay, nên cũng không thuận đường đâu. Anh vẫn nên là người đưa em ấy đi học thì hơn. Chị dâu chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ? Mỗi chuyện còn con này sao tôi phải để ý chứ? Nếu tôi không đồng ý, hóa chẳng phải là người không biết điều. Quan trọng quyền quyết định ở Chí, cơ mà tôi vẫn mỉm cười bảo: ừ, chị không vấn đề. Ngọc hớn hở ra mặt, nhưng nụ cười lập tức bị dập tắt bởi câu nói của Chí: nói chú tài xế đưa đi. Dứt lời, Chí nắm cổ tay tôi kéo đi, không bận tâm mẹ mình gọi theo phía sau thuyết phục. Tôi muốn giằng tay ra khỏi tay anh ta, khổ nỗi lực nắm rất chặt, phải đến khi tới khu vực gara khuất khỏi tầm nhìn của mọi người, Chí mới hất tay tôi, lạnh giọng ra lệnh: lên xe. Trên đường về nhà, chúng tôi không ai nói với ai câu nào. Điện thoại của anh ta liên tục có thông báo, nhưng Chí chỉ liếc qua màn hình 2 lần rồi thôi. Chẳng rõ anh ta có thật sự muốn lại mặt nhà gái hay không, hay là miễn cưỡng làm theo phong tục, nên đắn đo một hồi tôi mới bảo: nếu anh còn có việc thì đưa tôi đến cổng là được rồi, tôi sẽ tự mình vào. Tầm nhìn của Chí vẫn hướng về phía trước, anh ta nói: chưa về đến nhà đã tính đuổi tôi hay sao? Trong đầu cô đang toan tính chuyện gì thế? Hay là muốn tranh thủ thời gian hàn huyên với ai khác? Anh giỏi suy diễn thật đấy. Tiếc là không đúng ý tôi. Cả tôi và anh đều hiểu rõ mối quan hệ giữa chúng ta như thế nào mà. Hẳn là anh cũng không thiết tha khi đến nhà tôi. Thế nên tôi đang tạo điều kiện cho anh được thoải mái nhất còn gì. Nhưng nếu anh vẫn thích đóng vai làm người con rể tâm lý, hiểu chuyện thì tùy thôi. Tôi không cản đâu. Anh cứ việc vào nhà. Có điều tôi phải nói trước. Nguyễn Thế Hảo mà chọc giận anh thì cũng đừng về nhà trút giận lên tôi. Chí quay sang tôi, khóe miệng nhếch lên: mẹ con Nguyễn Thế Hảo tôi không để ý, nhưng tôi không thích bố cô nghĩ tôi không biết phép tắc. Bố tôi giờ bệnh nằm đó, ông có không hài lòng về cậu con rể bất thình lình từ trên trời rơi xuống này thì cũng chẳng thể bày tỏ ý kiến. Vậy mong anh diễn cho tốt. Anh tôn trọng bố tôi cũng sẽ tôn trọng người nhà nhà anh. Ngay cả khi họ chèn ép tôi thì tôi vẫn sẽ cố gắng đảm đương vai trò vợ hiền dâu thảo tới tận ngày chúng ta ly hôn. Xem chừng cô phải chịu đựng lâu đấy. Chưa chắc, biết đâu anh lại sớm chán việc hành hạ tôi thì sao? Thế sao? Cô cho rằng tôi sẽ động lòng trắc ẩn, thương hại cô, hay nảy sinh tình cảm với cô? Không, tôi chờ ngày anh gặp trúng tình yêu của đời mình. Đến lúc đó, kiểu gì anh cũng vội vàng muốn ly hôn. Và tôi dám chắc chắn, anh sẽ hối hận vì sai lầm kết hôn với tôi đấy. Vũ Minh Chí bật cười thành tiếng, nhắc lại hai từ hối hận đầy giễu cợt. Anh ta nói rất tự tin: trước giờ tôi chưa từng biết hối hận, và sau này cũng thế, nên cô không cần nghĩ xa thay tôi. Vũ Minh Chí lấy đâu ra sự tự tin thái quá này mà mạnh miệng vậy? Phải chăng là vì bản thân anh ta làm việc luôn tính toán kỹ lưỡng, chưa từng có chuyện vượt ngoài tầm kiểm soát, mỗi đường đi nước bước đều là chủ ý của anh ta? Nhưng tôi không tin cả đời này Vũ Minh Chí không bao giờ trải qua hối hận, và minh chứng rõ ràng nhất trong tương lai chính là cuộc hôn nhân này. Rồi sẽ có ngày anh đau khổ dằn vặt khi phải chứng kiến người mình yêu buồn bã, nhưng bản thân bất lực không thể thay đổi mọi chuyện. Chuyện tôi muốn làm không gì là không thể. Anh quay ngược thời gian thay đổi quá khứ được à? Không khéo lúc đó anh hận bản thân không trong sạch, khiến người phụ nữ anh yêu phải mang danh vợ hai đấy. Cô ấy sẽ nghĩ sao về anh? Một kẻ ngụy quân tử bắt ép bạn gái của cháu trai kết hôn. Nói năng một hồi, tôi lại ngứa miệng đá đều Chí. Làm xe đang chạy với tốc độ khá nhanh lập tức phanh gấp. Cả người tôi theo quán tính đổ nhào về trước. May mà thắt dây an toàn, nếu không đầu sẽ bị đập đau. Tôi chưa kịp định hình thì Vũ Minh Chí đã quay sang bóp miệng tôi, nụ cười trên môi cũng biến mất. Cô hỗn quá rồi đấy. Có cần tôi cho người dạy cô cách ăn nói để cô bớt miệng lưỡi lại hay không? Buông ra. Lực của Chí như muốn nghiền nát quai hàm tôi. Đau tới mức nói chuyện khó khăn. Tôi nắm tay anh ta giằng ra nhưng không thoát được. Phải đến khi đáy mắt tôi ngân ngấn nước vì đau đớn, Chí mới lạnh lùng hất ra: đừng có không biết điều thử thách độ vị tha của tôi. Còn dám mở miệng nhắc mình là bạn gái thằng Hoàng thì đừng trách tôi bóp nát miệng cô. Sao trên đời lại có người kiêu ngạo độc tài như Vũ Minh Chí thế? Bản thân làm chuyện trái luân thường đạo lý, nhưng không cho phép người khác đụng chạm đến danh dự nhân phẩm của anh ta. Ôm một bụng đầy bất mãn mà không được phát tiết, tôi cắn chặt cánh môi căm hận, im lặng nhìn về phía trước để mặc Chí chạy tiếp quãng đường. Anh ta bảo: sau này tôi sẽ giải thích với người phụ nữ của mình và giới báo chí rằng tôi không yêu đương gì cô, bất đắc dĩ phải lấy cô
là do hai anh em cô bày mưu hèn kế bẩn ép tôi chịu trách nhiệm. Vì danh dự gia đình nên tôi buộc phải hy sinh thân mình. Tuy nhiên chúng ta không chung đụng. Mặc dù cô thường xuyên quyến rũ tôi nhằm đổi lấy những thứ cô muốn, nhưng tôi tuyệt nhiên không chạm vào. Cô thấy sao? Lời giải thích này hợp lý chứ? Chắc chắn cô ấy sẽ tin tôi, và cả nước sẽ biết cô ấy mới là người vợ chính thức trong tim tôi. Hèn hạ, quá hèn hạ. Để tẩy trắng mình thành người trong sạch mà Vũ Minh Chí không tiếc lời dìm người khác xuống, biến tôi thành một người phụ nữ xấu xa, đê tiện dưới con mắt người đời. Đến ngày ấy, chắc Vũ Minh Chí sẽ bịa ra cả tá bằng chứng, chứng minh bản thân là người bị hại. Tôi cũng muốn thanh minh, khéo còn khó hơn cả lên trời. Tôi ức mà không làm gì được, muốn đấm vào bản mặt đắc ý của anh ta, nhưng phải ngậm ngùi nhịn xuống, cười nhạt bảo: "Ừ, chúc anh nói dối chót lọt, không bị vạch trần." Thế rồi chúng tôi đều không nói gì nữa. Khoảng 5 phút sau cũng về tới nhà. Tuy không thông báo trước, nhưng mẹ con Thế Hảo dường như đã có chuẩn bị, đoán biết chúng tôi sẽ về lại mặt. Nên vừa xuống xe, tôi liền trông thấy bóng dáng Thế Hảo đang đi đến đón tiếp rể quý. Tôi ghét bộ dạng quan tâm giả tạo của mẹ con Thế Hảo, nên chỉ chào qua loa lấy lệ rồi lên lầu gặp bố. Còn Vũ Minh Chí, anh ta cũng không thích Thế Hảo nên thờ ơ ra mặt. Mặc mẹ con bà Liên nồng hậu đón tiếp thì mặt chồng tôi vẫn lạnh như tiền, không quan tâm bọn họ mà một mạch lên tầng cùng với tôi. Thấy Thế Hảo đi theo, Vũ Minh Chí dừng bước nói với anh ta: "Chúng tôi muốn ở riêng với bố." "À, được được. Vậy anh xuống nhà bảo giúp việc chuẩn bị cơm trưa." Ngoài mặt Thế Hảo tươi cười, nhưng tôi đoán trong lòng anh ta hẳn rất cay cú vì Chí không đoái hoài nề nang mình. Tuy nhiên, Vũ Minh Chí cư xử như thế cũng đúng thôi. Ai bảo cuộc hôn nhân này xuất phát từ ý đồ riêng của hai bên, và Chí đâu cần cùng tôi diễn cảnh vợ chồng yêu thương trước mặt Thế Hảo. Sau khi Thế Hảo rời đi, chúng tôi mới vào phòng bố. Nghe tiếng động, bố đảo mắt nhìn ra phía cửa, thấy vợ chồng tôi, ánh mắt ông hiện rõ nét vui mừng, như thể đang ngóng chờ tôi sáng giờ. Giây phút ấy, tôi rất muốn bổ nhào vào lòng bố, kể lể cho ông nghe sự ngột ngạt, ấm ức ngày đầu làm dâu nhà người ta. Thế nhưng tôi chẳng thể giãi bày, vì con đường này một khi đã xa chân, tôi chỉ có thể đơn độc bước tiếp. Ngậm ngùi ôm lấy nỗi buồn, trên môi cố nở một nụ cười rạng rỡ. Để bố yên tâm, tôi còn chủ động nắm tay Vũ Minh Chí, nói dối rằng mọi người bên kia rất tốt, nhà chồng yêu thương, tâm lý đủ kiểu. Và dĩ nhiên, Chí cũng rất phối hợp, bày ra cử chỉ thân mật, quan tâm tôi trước mặt bố. Chúng tôi diễn không lâu, bởi trong lòng ai cũng chán ghét cái nắm tay này, nên khoảng 15 phút thì tôi và Chí ra ngoài để bố nghỉ ngơi. Đứng ngoài hành lang, anh ta bảo tôi: "Tôi có việc đi trước, chiều sẽ quay lại đón cô." Vừa rồi Thế Hảo có nói sẽ chuẩn bị cơm trưa, hẳn là Vũ Minh Chí cũng hiểu ý, vậy mà anh ta vẫn quyết tâm rời đi, không cho mẹ con bà Liên chút thể diện. Mặc dù tôi cũng chẳng thích ăn cùng họ, nhưng so với về bên nhà Chí thì tôi thà ở lại đây đến chiều, ít nhất tôi còn có bố, có thời gian chăm sóc ông. "Không cần, chiều tôi tự bắt taxi về." Vũ Minh Chí không tỏ ý gì cả mà cất bước đi luôn. Anh ta vừa xuống dưới tầng 1, hai mẹ con Thế Hảo đang ngồi nói chuyện ở phòng khách, liền đứng ngay dậy đi đến gần Chí, vô tình mà cũng như cố ý chắn lối anh ta. Bà Liên cười cười bảo: "Chí à, vợ chồng con ở lại ăn trưa cùng với mẹ và Thế Hảo nhé. Hai đứa thích ăn gì, để mẹ dặn người làm chuẩn bị." Chưa bao giờ tôi nghe tiếng mẹ phát ra từ miệng bà Liên lại ngọt xớt như vậy, cơ mà vẫn không giữ chân được Chí. "Tôi còn có việc, Vi sẽ ở lại đây." Thế Hảo cùng mẹ thay nhau nói: "Nếu em bận việc thì cứ đi đi, chưa quay về đây gia đình mình cùng dùng bữa." "Đúng đấy, mọi người đợi con." Sắc mặt Chí không mảy may biểu cảm, chẳng ai đoán được trong đầu anh ta đang nghĩ gì. Tầm nhìn của Chí di chuyển từ Thế Hảo sang bà Liên, nói không hề nể mặt: "Bà không phải mẹ đẻ của Vi, xưng hô mẹ con với tôi có phải thân thiết quá rồi không?" Câu này của Vũ Minh Chí như một cú đánh tác động trực tiếp vào mẹ con bà Liên, phân định rạch ròi quan hệ giữa anh và bọn họ. Biểu cảm tươi cười của hai người kia lập tức tắt ngấm, thay vào đó là gương mặt sượng cứng khó thốt nên lời. "Mẹ... à ừ." Mặt bà Liên bị quê một cục, Chí sải bước đi trước sự lúng túng không nói được gì của bà ta và Thế Hảo. Tôi đứng đằng sau quan sát màn này hả dạ vô cùng, trong lòng không khỏi cười thầm. Chắc bọn họ nghĩ Vũ Minh Chí lấy tôi rồi thì sẽ là người một nhà. Nhưng đâu biết anh ta đời nào để chúng tôi vào mắt. Chí cư xử phải phép, tử tế trước mặt bố,
xem như đã tốt lắm rồi. Chí vừa rời đi, thái độ của bà Liên liền thay đổi. Bà ta quay ngoắt 180 độ lườm tôi. Thế Hảo cũng nhìn tôi chằm chằm. Nếu là trước đây, chắc chắn bọn họ sẽ đánh tôi. Nhưng lúc này lại không hề ra tay. Có chăng bà Liên đang định lên tiếng thì Thế Hảo cắt ngang. Bà nãy mẹ có chuyện muốn nói với con phải không? Chẳng rõ bà Liên có thật sự muốn nói chuyện riêng với Thế Hảo hay không, hay là anh ta chỉ tính ngăn cản mẹ mình ngừng chửi bới tôi. Dù là bất kỳ nguyên nhân nào, thì tôi cũng không thiết tha đứng chung một chỗ với họ, nên đã quay về phòng trước khi bên tai loáng thoáng âm thanh. Chuyện... Lên phòng con đi ạ. Tôi biết, Thế Hảo có thể áp chế tính bạo lực, cũng vì tôi còn giá trị lợi dụng, bằng không đã chẳng yên thân với anh ta. Mặc dù không muốn chạm mặt mẹ con Thế Hảo, nhưng tôi không có nơi để đi, nên quyết định ở lì trong phòng, thỉnh thoảng sẽ qua phòng bố đọc tin tức cho ông nghe. Càng ở không gian yên tĩnh một mình, tôi càng nhớ về chuyện cũ, nhớ tới Hoàng rồi lại buồn bã nghĩ ngợi linh tinh. Vẫn biết nếu bản thân cứ mãi nhốt mình trong quá khứ sẽ rất khó buông bỏ người ấy, nhưng tôi thật sự rất nhớ anh, nhớ cảm giác bình yên ở bên anh, nhớ nụ hôn, vòng tay ôm tôi vào lòng động viên mỗi khi tôi có tâm sự. Anh nhẹ nhàng thấu hiểu là vậy, tình yêu chúng tôi dành cho nhau sâu đậm là thế, mà ông trời nỡ lòng chia cắt, buộc tôi phải kết hôn với một người lạnh lùng, thô bạo như Vũ Minh Chí. Tại sao chứ? Buổi trưa, cô Năm gọi tôi xuống nhà ăn cơm theo yêu cầu của Thế Hào. Sắc mặt anh ta bấy giờ đã khá hơn ban sáng, bảo tôi xem xét tình hình, rồi lựa lời nói với Vũ Minh Chí, chọn nguồn vải công ty An Thế cho bộ sưu tập thời trang sắp tới. Thừa hiểu Vũ Minh Chí sẽ không dễ gì đồng ý, nên tôi bảo ngay. Ngày tôi đồng ý kết hôn với Vũ Minh Chí là vì không muốn chuyện xấu anh làm chuyển đến tai bố, chứ không hứa làm cầu nối kinh doanh giữa anh và anh ta. Muốn An Thế ký được hợp đồng với Lin, thì người đứng đầu như anh nên chứng minh cho Vũ Minh Chí thấy sản phẩm của công ty xứng đáng, phù hợp, chứ đừng nghĩ đến chuyện đi cửa sau, bởi Vũ Minh Chí sẽ không bao giờ chấp nhận đâu. Nghe vậy, Thế Hào liền trở mặt. Mày kết hôn với nó chỉ để ăn sung mặc sướng một mình mày thôi à? Mày không biết nghĩ cho công ty sao? Ăn sung mặc sướng theo cách này, tôi thả sống khổ sở bần hàn còn hơn. Nếu không vì bố, có chết tôi cũng không lấy Vũ Minh Chí đâu. Mày tưởng kết hôn là xong à? Phải biết lợi dụng thời cơ, kiếm nhiều hợp đồng cho An Thế chứ. Trước đó đã nói rõ ràng rồi còn gì. Con đường phát triển của công ty sau này một phần nhờ cả vào mày còn gì. Anh nên tự mình đi mà đề cập với Vũ Minh Chí. Mày có thấy thái độ vừa rồi của nó với tao và mẹ không? Bớt chút thời gian ăn cơm còn không có. Mày nói xem, đến khi nào Vũ Minh Chí mới chịu ngồi xuống bàn bạc cùng với tao? Anh nghĩ anh ta kiên nhẫn nói chuyện cùng tôi sao? Thái độ của Vũ Minh Chí đối với tôi cũng chẳng khác với hai người là mấy đâu. Bà Liên bảo, vợ chồng chung chăn chung gối, mày không biết đường thủ thỉ bên tai nó à? Xưa nay có câu, anh hùng khó qua ải mỹ nhân, mày cũng thuộc dạng nhan sắc xinh đẹp, dựa đó mà quyến rũ nó đi. Tôi không phải loại con gái không biết xấu hổ, chuyên quyến rũ đàn ông, mà Vũ Minh Chí còn là người tôi ghét, thì không đời nào tôi hạ mình nói lời ngon tiếng ngọt với anh ta. Bà nghĩ anh ta thiếu bản lĩnh như thế sao? Đàn ông thằng nào chẳng mê gái như nhau. Trong người mày lại chảy một nửa dòng máu của hồ ly tinh, thì việc quyến rũ đàn ông dễ không ấy mà. Bà... Nghe bà Liên nói bóng nói gió đến mẹ, tôi bực mình đặt mạnh bát đũa xuống bàn, vừa định cãi lại thì Thế Hào đã lên tiếng trước. Mẹ, mẹ bớt gây sự với Vi đi. Con đã bảo rồi, giờ chúng ta ngồi chung một thuyền, Vi không nỡ nhìn tâm huyết của bố ngày một đi xuống đâu. Anh ta nhìn sang tôi. Mới kết hôn, chúng ta từ từ tiếp cận vậy, không cần vội vàng. Anh đừng trông chờ ở tôi làm gì cho mất công. Ý mày là mặc kệ An Thế sao? Tôi muốn anh dựa vào chính năng lực bản thân, đưa công ty ngày một phát triển, chứ không phải dựa vào Vũ Minh Chí hay bất kỳ người nào khác. Vì tôi biết, Vũ Minh Chí sẽ không gì dễ dàng thỏa thuận khi không đạt được lợi ích hay mục đích riêng đâu. Mày nói cứ như hiểu nó lắm ấy nhỉ? Là anh thì cũng giống như vậy thôi. Nguyễn Thế Hảo cứng họng không nói nữa. Tôi còn tưởng anh ta đã hiểu và từ bỏ ý định. Thế nhưng khi bữa cơm kết thúc, trước khi tôi trở về phòng, anh ta lại bảo, mày cứ suy nghĩ kỹ lời anh đi. Biết đâu chuyện hợp tác với tập đoàn Lin sẽ suôn sẻ, anh sẽ đồng ý một số yêu cầu của mày. Yêu cầu tôi muốn Thế Hào thực hiện chỉ có duy nhất hai chuyện. Một là tìm bác sĩ tốt nhất chữa trị cho bố. Hai là điều hành việc làm ăn của công ty thật tốt. Sở dĩ tôi không đồng ý với Thế Hào là vì biết chắc chắn Vũ Minh Chí sẽ không quan tâm,
nên chẳng việc gì phải xin xỏ, để rồi chí lại nghĩ xấu về con người tôi. Như thế thì ngày tháng tự do của bản thân sẽ càng xa vời. Nghĩ tới đây, tôi bỗng nhớ ra một chuyện, đó là phải sớm đi làm, tránh việc ở nhà lâu khiến mẹ chồng ngứa mắt. Ngặt nỗi tôi vẫn chưa tìm được công ty phù hợp, suy đi tính lại thì lựa chọn An Thế vẫn là thích hợp nhất. Vậy nên tôi đã bảo với Thế Hào, tôi muốn đến công ty làm việc, anh sắp xếp cho tôi một vị trí đi. Trước đây hay bây giờ, tôi đều không thích làm việc dưới trướng của Thế Hào. Lần này chọn tới An Thế đều có nguyên do, chính là muốn tìm hiểu điểm yếu của Thế Hào, để sau này anh ta không còn cơ hội uy hiếp tôi. Tuy nhiên Thế Hào lại không đồng ý. Đến An Thế làm gì? Mày giỏi nhất thiết kế thì nên gia nhập tập đoàn Lin, để Vũ Minh Chí nhìn thấy tài năng của mày chứ. Không biết chừng sẽ là chuyện tốt đấy. Tôi sẽ không làm việc cho Vũ Minh Chí đâu. Chẳng phải Lin luôn là ước mơ mày muốn đặt chân tới hay sao? Đấy là trước kia, còn bây giờ thì không. Thấy thái độ của tôi kiên định, nhất quyết muốn vào An Thế, Thế Hảo ngẫm nghĩ vài giây rồi bảo, nếu muốn làm việc ở An Thế, mày phải đáp ứng chuyện anh vừa nói. Lần này tôi không từ chối mà quyết định đồng ý, bởi lẽ so với việc mất mát vài câu nói, nhận thêm cái nhìn xấu hơn của người sẵn ghét mình, nhưng đổi lại đạt được mục đích thì tôi chấp nhận trao đổi. Được, tôi sẽ tìm cơ hội nói với Vũ Minh Chí. Ok, sang tuần mày có thể đến công ty. Không, tôi muốn ngày mai đi làm luôn. Thế Hảo nhíu mày hỏi, mày vội cái gì? Tôi không thích đợi. Mày vừa cưới được 2 hôm, chắc gì nhà họ Vũ để mày đi làm sớm. Anh yên tâm, bọn họ không yêu quý gì tôi, nên tôi đi làm sớm hay muộn cũng chẳng ảnh hưởng đâu. Tôi biến mất khỏi tầm mắt của họ càng xa, họ càng thích. Được thôi, mày thích thì tao chiều. Hiếm khi Thế Hào chịu thỏa hiệp, tôi cũng không đòi hỏi nhiều hay bắt anh ta cài mình vào vị trí này vị trí kia, mà để mặc Thế Hào sắp xếp. Khoảng 4 giờ 30 phút chiều, khi tôi đang chuẩn bị đặt xe trên app để quay về nhà chồng, thì thấy bóng dáng chiếc xe màu đen quen mắt đỗ trước cổng nhà. Tiếp đó, điện thoại hiển thị tin nhắn của Chí, chỉ duy nhất một chữ: về. Tôi không trả lời mà lấy làm thắc mắc, sao Chí còn quay lại đón mình, chẳng phải lúc sáng đã bảo không cần đón hay sao? Hơn nữa, anh ta cũng không báo trước hay hỏi tôi đã về chưa. Nếu lỡ tôi về bên nhà rồi thì anh ta sẽ mất công tới đây. Có lẽ Chí không muốn bố mẹ anh ta nghi ngờ hay thắc mắc vì sao chúng tôi lại đi riêng không về cùng nhau, nên mới đến đón tôi. Dù là nguyên nhân gì thì cũng kệ đi, tôi không rảnh quan tâm đến anh ta. Trên đường về nhà, bầu không khí giữa chúng tôi chẳng khác sáng nay là bao. Vẫn là tôi chủ động nói trước, ngày mai tôi sẽ đi làm. Báo cáo với tôi làm gì? Không phải báo cáo, mà thông báo một tiếng, tránh trường hợp anh hoạnh hoẹ bắt bẻ tôi. Nhưng xem ra mỗi lời tôi nói đều trở nên dư thừa với Chí. Vậy sau này tôi không phí hơi báo cáo trước nữa, hy vọng anh sẽ không lấy đó làm cái cớ kiếm chuyện với tôi. Thử đi là biết. Một câu nói nghe qua chẳng hề liên quan, nhưng lại là một cách cảnh cáo ngầm khiến tôi không biết rốt cuộc nên nói hay không. Thấy Vũ Minh Chí không có ý cấm cản hay hỏi tôi làm ở đâu, nên tôi cứ đinh ninh ngày mai khởi đầu thuận lợi. Nào ngờ sáng hôm sau, bố mẹ chồng thấy tôi quần áo tươm tất thì hỏi, Vi đi đâu thế con? Tôi thành thật trả lời bố chồng, con đến công ty ạ. Sao đi làm sớm thế? Bố nhớ là con chưa đi làm ở công ty nào mà. Dạ, nay là hôm đầu tiên bố ạ. Con làm ở đâu? Xin nghỉ đến sang tuần hãy đi. Con làm ở An Thế ạ. Thời gian này công ty bận nhiều việc nên con qua phụ với anh trai. Vậy thì dễ rồi, con cứ nghỉ ngơi thêm đã. Có vấn đề gì thì nói với Chí để nó giúp con. Dạ Tôi đang định bảo không cần phiền đến anh Chí đâu ạ, nhưng chưa kịp nói hết câu, mẹ chồng xót con trai nên đã lên tiếng. Thằng Chí nó bận đầy việc, hơi sức đâu mà quản chuyện thiên hạ. Ông chỉ biết lo lắng người ngoài, sao không dành sự quan tâm đó cho con mình? Bỗng có tiếng Trinh nói, mẹ nói đúng đấy bố. Bố còn chẳng quan tâm con đi làm có vất vả mệt mỏi không, thế mà vừa có con dâu mới đã hỏi han đủ điều. Trinh từ trên lầu đi xuống, cô ấy đang chuẩn bị đi làm, bước đến trước mặt tôi, Trinh bảo với bố mẹ, nghe nói chị dâu tốt nghiệp loại xuất sắc ngành thiết kế, sao không đến Linh làm việc mà lại phải là An Thế? Phụ nữ lấy chồng phải theo nhà chồng, san sẻ gánh nặng với nhà chồng chứ, ai lại ngày ngày nghĩ tới nhà bố mẹ đẻ. Hơn nữa, tập đoàn chúng ta đang tuyển số lượng lớn thiết kế, con thấy chị dâu đến Linh là hợp lý. Tôi định thoái thác, nhưng bố mẹ chồng đều bảo, à đúng rồi, Vi đến Linh đi con, có vợ có chồng, anh chị em một nhà dễ bề làm việc, đúng chuyên ngành con thích, làm việc sẽ hiệu quả hơn.
Biết đâu nó không thích cống hiến cho Lin, muốn tung tăng tự do bên ngoài. Không cẩn thận, thằng Chí rước về ong độc, lại thành nuôi ong tay áo lúc nào không hay. Người nhà họ Vũ mỗi người một ý, mỗi người nói một kiểu, nhưng chung quy là đều muốn tôi phải làm việc ở tập đoàn Lin, hoàn toàn không cho tôi cơ hội mở miệng. Trinh lại nói tiếp. Nếu chị dâu cảm thấy mình vẫn non tay cũng không sao, vì hiện giờ em đang làm giám đốc bộ phận thiết kế. Tuy chúng ta bằng tuổi, nhưng em dày dặn kinh nghiệm. Khi còn đi học, em vẫn dành thời gian rảnh rỗi đến Lin trải nghiệm, nên em tự tin mình dư sức dẫn dắt chị trở thành một nhà thiết kế xuất sắc. Tin em đi, em sẽ rất ưu ái để mắt đến chị. Lời nói một kiểu, nhưng ý nghĩa từng câu từng chữ nghe rất sâu xa. Trinh không hề thích người chị dâu này, thì làm gì có chuyện cô ấy ưu ái tôi, mà là dễ có nhiều cơ hội hạch sách tôi hơn mới đúng. Lúc này Chí xuất hiện, thấy anh trai Trinh lập tức bảo. Anh định để chị dâu làm ở công ty khác đây à? Chí quan sát một lượt mọi người ở đây, rồi dừng lại trên gương mặt xinh đẹp của Trinh. Có vấn đề gì không? Có chứ ạ. Chị dâu học thiết kế mà lại không đến Lin, trong khi chúng ta phải đi tìm thiết kế. Vì muốn làm ở đâu thì tùy cô ấy, anh không quản. Tin tức này mà truyền ra ngoài, người ta sẽ thêu dệt thành câu chuyện thế nào chứ? Sẽ có người cho rằng anh chị kết hôn không phải vì yêu, mà là hôn nhân thương mại đấy. Tập đoàn Lin lại cần đến hôn nhân thương mại với An Thế sao? Đương nhiên không phải, nhưng người ta sẽ nghĩ chiều ngược lại. Người không biết lại nghĩ chị dâu giở thủ đoạn ép anh kết hôn thì sao? Anh để mặc chị dâu mang tiếng xấu được à? Chẳng biết Trinh nắm được bao nhiêu sự tình giữa tôi và Vũ Minh Chí, hay cô ấy không biết gì mà chỉ đang nói bừa suy đoán của mình thôi. Khi nói những lời này, Trinh còn cố tình dừng ánh mắt trên người tôi lâu hơn như muốn thăm dò. Nhưng mặt mày tôi tỉnh bơ, chẳng mảy may biểu cảm gì. Tuy nhiên khi mẹ chồng nghe xong thì quấn quéo hỏi Chí. Có phải thế không Chí? Con có bị ép cưới không? Chí không trực tiếp trả lời mà đặt ra câu hỏi khác. Mẹ nghĩ trên đời này, còn ai ép được con nếu như con không muốn làm? Nhưng sao lúc yêu đương với nó? Mẹ chồng chỉ tay về phía tôi, liền nhận về cái nhíu mày không hài lòng của Chí. Bà thu tay về, cũng thay đổi cách gọi tôi. À thì với Vi, mà con im hơi lặng tiếng không một ai biết thế. Có nhất thiết phải thông báo với cả thiên hạ không mẹ? Ít nhất bố mẹ phải được biết chứ. Chứ không chuyện con cái yêu đương bố mẹ không hay, rồi đùng một cái con thông báo lập gia đình. Trường hợp người khác thì không, nhưng với con, không gì là không thể hết. Còn có rất nhiều chuyện của con, bố mẹ cũng đâu có biết. Không hiểu sao, tôi cứ có cảm giác Vũ Minh Chí rất xa cách với gia đình, đặc biệt là mẹ anh ta. Và trong căn nhà này, người có sức ảnh hưởng lớn nhất hình như không phải bố chồng mà là Chí. Có lẽ do tính bố chồng điềm đạm hiền hòa nên hoàn toàn bị sự lạnh lùng của Vũ Minh Chí áp chế chăng? Con đáng trách bố mẹ đấy à? Con không. Rõ. Bầu không khí thoáng chốc trở nên căng thẳng, bố chồng buộc phải cất tiếng hòa giải. Thôi được rồi, hai mẹ con, có chuyện gì to tát đâu mà phải ầm ĩ lên thế? Mẹ chồng giận dỗi quay ngoắt mặt đi, không thèm nói thêm bất kỳ tiếng nào. Trinh thấy vậy vội tiến tới ngồi bên cạnh nịnh mẹ làm mẹ vui, nhưng bà không hề cười. Tôi bị đẩy vào tình huống khó xử khi bản thân bất đắc dĩ trở thành tâm điểm cuộc tranh cãi. Nếu bây giờ rời đi sẽ đắc tội với người nhà Chí, mà đứng lì ở đây cũng không phải cách hay. Đắn đo một hồi, tôi mới lấy hơi để xin phép đi làm, nhưng cánh môi hé mở rồi vẫn không thể thốt thành lời khi Chí nói. Từ mai, Vi sẽ đến Lin làm việc. Như vậy bố mẹ hài lòng rồi chứ, khỏi cần nghi ngờ hôn nhân của chúng con nữa. Tôi không đồng ý với Vũ Minh Chí, nhưng anh ta cũng không để tôi có cơ hội phản đối. Lúc nói lời này, anh ta cố tình dùng ánh mắt ám hiệu tôi không được phép từ chối, mà tôi cũng không chắc thuyết phục nổi mọi người. Cuối cùng đành bất lực tạm thời nghe theo sắp đặt của Chí. Mang theo chút hy vọng ít ỏi, quay về phòng, tôi vẫn cố thuyết phục Vũ Minh Chí. Anh suy nghĩ lại đi, tôi đến Lin làm việc chỉ khiến anh khó chịu thôi. Sẵn đã ghét nhau, ít nhìn thấy nhau mới tốt. Ngoài mặt cô luôn tỏ ra căm thù Nguyễn Thế Hào, sao còn đến An Thế làm việc? Chắc tới đó cô dễ chịu. Tôi... Không ngờ Chí sẽ hỏi câu này, mà tôi lại chẳng thể nói rõ mục đích của mình nên ngập ngừng bảo. Dù sao đó cũng là công ty nhà tôi, giờ bố tôi bị bệnh, tôi tất nhiên phải cùng Thế Hào gánh vác An Thế chứ. Gánh vác? Vũ Minh Chí bật cười, nói với giọng giễu cợt. Cùng anh trai cô bày mưu tính kế người khác mới đúng chứ. Hai anh em nhà cô kẻ tung người hứng, diễn nhiều thành quen nhỉ. Lúc bị vạch trần lại quay ra cắn xé đổ lỗi cho nhau. Anh muốn nghĩ sao thì tùy, tôi chỉ cần anh không nhận tôi vào Lin thôi.
Rất tiếc, tôi chính là muốn cô đến Linh. Cô càng không thích thứ gì, tôi càng làm tới. Anh... Tôi bất mãn bặm môi lườm chằm chằm Vũ Minh Chí. Anh ta thấy rõ nhưng không phản ứng gì, mà ung dung ngồi gác chân lên mặt bàn mở iPad lướt xem. Mặc tôi lải nhải bên tai, ban đầu anh ta còn làm ngơ giả điếc không thèm tiếp. Lúc sau không nghe nổi nữa, Chí nghiêm mặt nhắc nhở tôi. Im lặng đi, làm nhảm ít thôi, nhức đầu. Anh không... Cầm. Cô còn lắm lời, tôi không miệng cô lại đấy. Âm thanh phát ra lạnh lẽo không chút hơi ấm, đủ để tôi cảm nhận rõ sự nguy hiểm bùa vây. Hiểu mình có nói thế nào nữa thì Vũ Minh Chí cũng không thay đổi. Hơn hết, mục đích Chí cưới tôi về là trả thù, thì làm sao có chuyện anh ta quan tâm đến cảm xúc của tôi. Việc Chí muốn làm, việc khiến tôi bực bội, khó chịu hay không bằng lòng thì anh ta sẽ đều để nó diễn ra. Đã vậy, tôi càng nói nhiều, bản thân lại càng bất lợi mà thôi. Cứ thế, tôi mang theo tâm trạng không tự nguyện đến tập đoàn Linh làm việc. Bước sang ngày thứ ba làm dâu nhà họ Vũ, vẫn giống hai buổi sáng trước đó, Ngọc đều đòi Vũ Minh Chí đưa con bé đi học, nhưng lần nào cũng nhận về câu trả lời. Bảo tài xế đưa đi. Mẹ chồng nói, đằng nào các con chẳng tới công ty, tiện đường thì ghé trường Ngọc luôn, khỏi cần tài xế. Không rõ thời gian trước thế nào, nhưng từ hôm tôi về đến nay thì Vũ Minh Chí vẫn nghỉ ở nhà, nên chưa lần nào tôi thấy anh ta đồng ý đưa Ngọc đi học. Đến hôm nay là ngày đầu tiên tôi đi làm, Chí không trả lời câu cũ nữa mà bảo, xe 4 chỗ đều đã đủ người rồi, sau này việc đưa đón em đi học sẽ do chú Luân phụ trách. Mặt Ngọc tiêu nghỉu, nhõng nhẽo lắc cánh tay Chí. Nhưng em muốn đi cùng anh và chị Trinh cơ, trước giờ anh chị vẫn tưởng đưa em đến trường cơ mà. Biểu cảm thoáng không hài lòng, Chí gỡ tay Ngọc ra. Trước đây và sau này khác nhau. Nếu em không thích chú Luân đưa đi thì tự bắt taxi mà đi, không nữa thì nghỉ học, khỏi phải đến trường. Em... Thái độ của Chí không phải kiểu đe dọa, mà là nói ra suy nghĩ của bản thân. Tôi quen anh ta không lâu nên chưa thể hiểu hết con người của Chí, nhưng thấy anh ta sống rất nhạt, không hề có tình cảm gần gũi tí nào. Giá bảo với tôi Chí bạc bẽo, cộc cằn đã đành, đằng này với người thân mà anh ta cũng chẳng mấy thân thiết. Ngọc nghe Chí nói thì không dám nũng nịu nữa, tủi thân đến bên mẹ chồng. Bà thương con bé ra mặt nên thấy Ngọc buồn bã liền an ủi ngay. Trình mới bóng gió, anh Chí giờ là người có vợ, đâu quan tâm gì tới đám em gái tụi mình nữa đâu. Anh ấy chỉ biết mỗi vợ mình thôi. Lời vừa nói ra, Trinh liền nhận về ánh mắt sắc bén của anh trai. Cô ấy lập tức im bặt, tránh cái nhìn chăm chú từ Chí, miệng lẩm bẩm nói gì đó mà không người nào nghe rõ. Khi bầu không khí sắp sửa trở nên căng thẳng, bố chồng tôi lên tiếng. Mấy đứa mau đi đi, kẻo muộn làm muộn học bây giờ. Vâng. Chí là người trả lời, cũng là người sải bước đầu tiên. Sau đó chúng tôi cũng lần lượt chào bố mẹ rồi rời đi. Suốt đoạn đường xe chạy, tôi và Chí đều không nói tiếng nào, nhưng không khí không vì thế mà im lặng, bởi âm thanh liên tục phát ra từ miệng của Trinh. Cô ấy nói rất nhiều, chủ yếu là nói chuyện với Hải. Anh ta tuy trầm tính nhưng rất nhiệt tình đối đáp cùng với Trinh. Đi hơn nửa chặng đường, lúc này Trinh mới hỏi Chí. Anh có định giới thiệu chị dâu với toàn thể nhân viên trên dưới công ty không ạ? Chuyện tổng giám đốc tập đoàn Linh kết hôn không ai là không biết, bởi giới báo chí đưa tin rất nhiều. Tuy nhiên hình ảnh của chúng tôi không được tiết lộ, nên ngoài những người tham dự hôm đó cùng những vị lãnh đạo có địa vị trong tập đoàn thì chẳng mấy ai biết mặt tôi. Lần này đến Linh không tránh khỏi có người nhận ra, nhưng nếu Vũ Minh Chí không muốn công khai thân phận của tôi thì việc che giấu không hẳn là khó. Chỉ cần anh ta căn dặn những vị lãnh đạo kia thì tôi trong mắt mọi người sẽ là một nhân viên bình thường mới đến xin việc. Thế nhưng câu trả lời của Chí rất chung chung. Tùy, muốn sao cũng được. Tôi nghĩ sớm muộn chúng tôi cũng ly hôn, thì sao phải giới thiệu rộng rãi làm gì, càng ít người biết quan hệ giữa tôi và Vũ Minh Chí mới tốt. Đang định mở miệng nói ra ý kiến của mình thì Trinh đã nhanh hơn tôi. Cô ấy nói, em thấy không nên anh ạ, mà hãy để mọi người coi chị dâu như những nhân viên khác thôi. Giống em hồi xưa ấy, chẳng mấy ai biết thân phận của em cũng phải đi lên từ vị trí thấp nhất, trải nghiệm và học hỏi đủ thứ mới có được ngày hôm nay. Anh cứ đợi đến lúc chị dâu khẳng định được năng lực, mọi người công nhận tài năng của chị ấy, rồi mình giới thiệu cũng không muộn. Lời Trinh vừa hay đúng ý tôi. Tôi đoán trong lòng Vũ Minh Chí hẳn cũng tán thành ý kiến này, chỉ là ngoài mặt anh ta dửng dưng, không phản đối cũng chẳng đồng ý thôi. Nhân cơ hội đó tôi bảo, chúng ta thống nhất làm như Trinh đi. Dù sao chị cũng không thích mọi người ưu ái thái quá hay nịnh nọt vì chị là vợ của tổng giám đốc đâu. Áp lực tạo nên kim cương mà, chị dâu suy nghĩ thấu đáo đấy. Trinh không thật sự khen tôi, mà đang hài lòng khi mọi chuyện diễn ra theo đúng như cô ấy muốn. Tôi chẳng bận tâm mục đích của Trinh là gì.
Có lẽ không muốn công nhận tôi là chị dâu nên mới không thích nhiều người biết đến tôi. Tôi quay sang bảo với Chí. Vậy từ ngày mai em không cần đi chung xe với anh nữa nhé. Em sẽ tự mình đi làm, tránh việc người ta bắt gặp lại đoán ra mối quan hệ giữa chúng ta. Chí không trả lời ngay mà nhìn tôi khoảng 10 giây, sau đó khóe môi anh ta bỗng cong lên hỏi đầy ẩn ý. Em thích thế à? Thích, tôi đương nhiên thích đi riêng. Chứ hít chung bầu không khí với anh em họ, tôi ngột ngạt sắp chết tới nơi đây. Cơ mà câu hỏi và biểu cảm của Chí đã ngầm cho tôi biết, khôn hồn thì đừng nói thích, bằng không sẽ không xong với người đang mỉm cười giả tạo này đâu. Tôi lựa lời bảo, dù em không thích, cũng đâu còn cách nào khác hay hơn. Em không muốn người ta lời ra tiếng vào, nói em dựa hơi anh, thả mọi người không biết đến em, xem em là nhân viên mới tốt hơn nhiều chứ. Ý em, mang danh vợ anh là chuyện không tốt. Ừ, đúng rồi đấy. Lấy Vũ Minh Chí là chuyện xui xẻo bất hạnh nhất đời tôi. Anh ta thừa biết còn thích hỏi đều. Hay là muốn tôi vạch trần quan hệ thật của cả hai trước mặt em gái anh ta mới chịu. Tôi mà làm vậy thật, chắc Vũ Minh Chí xé xác tôi ngay. Cố nặn một nụ cười giả tạo tôi bảo, không ạ, anh toàn nghĩ xấu ý em. Vậy à, anh đâu từng nghĩ xấu cho em. Con người em thế nào, anh nắm chắc trong lòng bàn tay rồi. Em phải công nhận con mắt anh tinh tường thật đấy. Nhìn người không lệch đi đâu phát nào. Sau này nhờ anh chỉ dạy em nhiều hơn. Ừ, có học trò khéo léo, giỏi tiếp thu như em, anh chẳng cần phí công phí sức dạy nhiều. Chúng tôi lời qua tiếng lại bóng gió nhau. Chẳng biết Trinh có phát hiện ra bất thường hay không, nhưng Hải chắc chắn hiểu được tất cả. Bấy giờ anh ta bảo tôi, khu vực gửi xe của anh Chí ở riêng, sẽ không nhân viên nào trông thấy em bước xuống từ xe tổng giám đốc đâu. Thế nên Vi không cần phải đi riêng, cứ đến công ty cùng với sếp như bình thường thôi. Nếu có ai thấy thì cũng đều là lãnh đạo của Lin, mà những người này đã biết em là vợ của anh Chí rồi. Vậy là ý muốn đi riêng xe không thành công. Tôi ngày ngày phải cùng anh em nhà họ Vũ đi làm. Tập đoàn Lin vốn từng là niềm ước mơ của tôi, nhưng hiện tại chẳng còn chút hứng thú nào. Bởi nơi này không những do người tôi hận làm chủ, mà còn vì nhân viên phòng thiết kế không hề niềm nở hay giao du kết bạn với tôi. Họ thậm chí không thèm để vào tai những ý kiến đóng góp của tôi. Hay tin tôi làm việc ở tập đoàn Lin, mẹ con Thế Hảo vui ra mặt, nhưng khi gọi điện cho tôi lại giả vờ tiếc nuối. Tiếc thật đấy, anh định để mày làm trưởng phòng marketing, mà giờ mày lại làm việc ở Lin. Thôi thì cống hiến cho nhà chồng cũng tốt, biết đâu thành danh, mang đến cho thương hiệu Lin nhiều mẫu mã hot, rồi trở thành thiết kế đắc lực của tập đoàn không biết chừng. Đến lúc đó nhà họ Vũ cưng mày như cưng trứng ấy chứ. Tôi cần gì gia đình Vũ Minh Chí coi trọng, chỉ mong anh ta sớm buông tha tôi thôi. Hiểu rõ tính tình Nguyễn Thế Hào, anh ta gọi điện đến không riêng việc an ủi, mà chắc chắn còn ý đồ khác. Và đúng là thế thật, chưa đợi tôi hỏi, Thế Hào đã chủ động nói ra. Mà này, mày đừng quên nhắc Vũ Minh Chí chuyện hợp tác với An Thế nhé. Anh chờ tin vui của mày đấy. Tôi có làm ở An Thế đâu mà phải nói thay anh. Anh tự mình đi mà bàn bạc với Vũ Minh Chí đi, tôi không rảnh. Danh con, mày tính lật lọng đấy à? Mày không đến An Thế làm việc là do tao chắc. Mày nên nhớ gốc gác của mình. Lấy chồng không có nghĩa là phủi sạch quan hệ với nhà bố mẹ đẻ đâu nhá. Thử hỏi mày đã báo hiếu được gì cho bố chưa? Hay ngay cả việc góp một phần công sức đưa An Thế ngày một phát triển, có nhiều đơn đặt hàng, được hợp tác với thương hiệu thời trang lớn mà mày cũng không chịu, thì mày tỏ ra yêu thương bố, luôn nghĩ tới bố làm quái gì? Vậy anh thì sao? Những chuyện anh làm là vì An Thế, vì bố, hay vì mục đích của riêng anh? Nguyễn Thế Hảo, anh không có tư cách chất vấn tôi đâu. So với anh, tôi thấy mình hiếu thuận hơn anh nhiều đấy. Hiếu thuận? Nguyễn Thế Hảo nhắc lại với giọng điệu mỉa mai, anh ta bảo, nói suông sao chẳng được, mày thật sự có hiếu thì dùng hành động chứng minh đi. Tôi không cần phải chứng minh với bất cứ ai, tôi sống thế nào, có hiếu thuận thật không, đã có trời đất chứng giám rồi. Mày cũng chỉ nhăm nhe số cổ phần trong tay bố thôi. Câu này dành cho anh mới đúng đấy. Không muốn tài sản của bố sớm thuộc về tôi và quỹ từ thiện thì chăm sóc bố cho chu đáo vào. Biết đâu khi ông hồi phục, cảm động lòng hiếu thảo của anh, sẽ giao hết quyền thừa kế cho anh thì sao? Nếu không, anh đừng hòng có được thứ mình muốn, và tôi cũng sẽ ngay lập tức ly hôn với Vũ Minh Chí. Mày... Nghe tôi đe dọa, đầu dây bên kia phát ra âm thanh nghiến răng rõ ràng. Ắt hẳn Thế Hảo đang phải cố kìm nén cơn giận của bản thân xuống. Anh ta im lặng vài giây rồi hạ giọng hỏi tôi, giờ sao? Ý mày là không quan tâm đến chuyện hợp tác giữa An Thế và tập đoàn Lin sao? Mày cam lòng trơ mắt đứng nhìn mối làm ăn ngon tuột khỏi tay An Thế rơi vào miệng thằng khác à? Mày cảm thấy sản phẩm bên mình không xứng để lựa chọn làm ra những mặt hàng của Lin?
Tôi phải nói bao nhiêu lần thì anh mới hiểu. Anh ở trên thương trường đã nhiều năm, nguyên tắc làm việc của Vũ Minh Chí thế nào hẳn anh cũng biết. Sao không tự mình tìm anh ta ngỏ lời hợp tác mà cứ đòi đi cửa sau thế? Đâu phải anh không biết Vũ Minh Chí cực kết gia đình mình. Tôi cũng đã nói ngay từ đầu rồi, việc anh ta kết hôn với tôi là có lý do cả. Chí chỉ đang hành hạ tôi thôi, chứ không hề xuất phát từ cái tâm muốn chịu trách nhiệm đâu. Nói đến mức này rồi mà Thế Hảo vẫn ngoan cố không tin, anh ta cố chấp bảo Vũ Minh Chí là kiểu người không dễ gì bị người khác nắm thóp uy hiếp. Anh ta mà không thật lòng muốn chịu trách nhiệm thì chẳng ai ép nổi anh ta đâu. Nếu như lời mày nói, Vũ Minh Chí muốn hành hạ mày thì thiếu gì cách, sao phải kết hôn? Đâu ai tùy hứng đem hôn nhân đại sự của mình ra đánh đổi chơi đùa đâu. Có đấy, Vũ Minh Chí chính là người tùy hứng như thế đấy. Mày không lấy hợp đồng hợp tác về cho An Thế thì để tao. Chỉ cần mày thuyết phục Vũ Minh Chí bớt chút thời gian đi ăn với tao một bữa, những việc còn lại tự tao ra tay. Muốn gặp anh ta, anh tự mình liên hệ đi, như vậy mới thể hiện được thành ý. Thật ra tôi không muốn bị kẹp giữa hai người này mà vô tình trở thành bia đỡ đạn của Thế Hảo. Ai có thể đảm bảo anh ta không đắc tội với Vũ Minh Chí và Chí sẽ không về nhà trút giận lên tôi. Vậy nên tránh xa thị phi được bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Không nhiều lời cùng Thế Hảo, tôi nói một hai câu nữa rồi tắt máy. Đứng ngoài ban công, tôi kéo chiếc áo lụa trễ ngang cánh tay để lộ bờ vai của mình lên cao, trong lòng mang nặng nỗi muộn phiền. Rõ ràng cảnh vật trước mắt rất đẹp, ánh đèn điện thành phố soi sáng khung cảnh phố phường xa hoa lộng lẫy, nhưng lại đối lập hoàn toàn với tâm trạng u ám của tôi lúc này. Sống ở nơi đắt đỏ nhất thủ đô, cuộc sống về mặt vật chất ở hiện tại tốt hơn ngày nhỏ rất nhiều, nhưng tôi lại cảm thấy thiếu thốn và bất hạnh, thiếu thốn tình thương, thiếu hơi ấm gia đình, thiếu một người để tôi dựa dẫm, giải bày những bất mãn, mệt mỏi trong lòng. Tôi nhớ cảm giác bình yên bên cạnh mẹ, có mẹ luôn lắng nghe những lo âu buồn rầu của tôi. Tôi nhớ giọng nói ngọt ngào nhẹ nhàng của mẹ mỗi khi bà khuyên nhủ động viên tôi, tiếp thêm sức mạnh cùng ý chí để tôi tiến lên phía trước với một tâm hồn tràn đầy sự lạc quan. Dẫu người ta có nghĩ không tốt về mẹ thì với tôi, mẹ luôn là người phụ nữ tuyệt vời và cao cả nhất. Mẹ luôn dùng lẽ sống lương thiện giáo dục tôi, dạy tôi biết bao dung và tha thứ dù người khác đối xử không đúng với mình. Thế nhưng suốt mấy năm qua không có mẹ bên cạnh, cộng với hoàn cảnh sống khắc nghiệt, tôi đã chẳng thể giữ tâm hoàn toàn lương thiện được như ý mẹ. Tuy không ác độc nhiều thủ đoạn hay thường xuyên nghĩ cách hại người, nhưng tôi sẽ không cắn răng chịu đựng để người khác hết lần này tới lần khác hành hạ mình mà không tìm cách trả đũa. Chỉ cần có cơ hội, tôi sẽ trả đủ những đau đớn mà người ta gây ra cho tôi. Mãi quanh quẩn suy nghĩ, tôi không hề phát hiện có người lẳng lặng đứng sau mình từ bao giờ. Đến khi tôi xoay người định vào trong thì bị giật mình bởi Vũ Minh Chí đang đứng dựa người bên tủ rượu. Anh ta chăm chăm nhìn tôi, không nói cũng chẳng có bất kỳ hành động nào. Tôi lấy lại bình tĩnh, hít thở đều đều, vừa tiến vào trong vừa hỏi Chí. Anh tính dọa ma à mà im thin thít thế? Sao? Đang nghĩ kế làm chuyện xấu nên có tật giật mình à? Anh hay tưởng tượng thật đấy, không phải ai cũng xấu xa như anh nghĩ đâu. Nhưng là cô thì chắc chắn đúng. Tôi có xấu xa cũng chưa bằng một góc nhỏ của anh. Tôi lơ Chí đi, đến bên sofa sắp xếp chỗ ngủ. Vừa đặt mông xuống ghế thì Chí bảo, Nguyễn Thế Hảo nhờ việc cô, cô tính khi nào sẽ đề cập với tôi? Đề cập cái gì? Câu hỏi vừa thốt ra, tôi mới phát hiện Chí đang nhắc đến chuyện Thế Hảo bảo tôi lôi kéo hợp đồng về cho An Thế. Vậy có nghĩa là anh ta đã nghe được cuộc nói chuyện giữa tôi và Thế Hảo, chỉ không biết đã nghe được nhiều hay ít mà thôi. Cô thích giả vờ giả vịt nhỉ? Tôi không hiểu câu này của Vũ Minh Chí cho lắm. Chí là đang bảo tôi giả vờ không biết anh ta nhắc tới chuyện gì, hay là nói tôi giả vờ không dính líu đến chuyện làm ăn của hai công ty? Tôi cũng không rõ nữa. Thay vì trả lời câu hỏi của Chí, tôi đáp, anh biết rồi thì tôi đỡ phải nói. Đúng là An Thế muốn được hợp tác cùng với tập đoàn Lin. Nếu anh công tư phân minh, không vì tư thù, thì cũng mong anh để mắt đến sản phẩm của An Thế chúng tôi. Mặc dù tôi nói với Thế Hảo để kế anh ta tự mình tìm gặp Vũ Minh Chí thuyết phục chồng tôi hợp tác, tuy nhiên đứng trên cương vị là con gái của chủ tịch công ty An Thế, tôi không thể không mở lời nói giúp công ty một tiếng được. Đằng nào Vũ Minh Chí cũng biết rồi, nên tôi mới nhân cơ hội này ngỏ lời qua loa, thăm dò thái độ của anh ta trước. Hãy tưởng Vũ Minh Chí sẽ từ chối và dùng lời lẽ không hay xúc phạm tôi, nào ngờ câu trả lời của anh ta lại là, được thôi, nếu An Thế mang đến loại vải đạt tiêu chuẩn và chất lượng thì tôi sẽ xem xét. Thật chứ? Anh nói thật á? Cô cho rằng tôi thích nói dối giống cô sao? Ừ, chắc không.
Có điều... Vũ Minh Chí dừng lại trước sự tò mò của tôi. Anh ta im lặng nhìn tôi mấy giây. Khi thấy tôi chuẩn bị mở miệng hỏi có điều gì, thì Chí mới nhàn nhạt nói tiếp. Cô phải trả giá. Quả nhiên, Chí chấp nhận cân nhắc tới An Thế là có điều kiện cả. Tôi muốn biết rõ cái giá mình phải trả, nên thẳng thắn hỏi ngay để bản thân lấy sẵn tinh thần chuẩn bị. Giá gì? Vũ Minh Chí không trả lời tôi mà nở một nụ cười nham hiểm đầy khó hiểu. Anh ta chậm rãi bước từng bước về phía tôi, ép tôi nửa ngồi nửa nằm trên ghế sofa. Ở khoảng cách rất gần, tôi thấy hình ảnh mình được thu nhỏ trong đôi đồng tử của anh ta và có thể nghe rõ tiếng tim đập của Chí nhờ vào không gian tĩnh mịch. Hơi thở Chí bao vây lấy tôi, khiến tâm trí tôi bỗng chốc rối bời. Tôi ghét bầu không khí lúc này, ghét anh ta gần mình, ghét nhìn rõ từng đường nét trên gương mặt của Chí, nên tính đẩy anh ta ra. Thế nhưng ngón tay tôi chưa kịp chạm vào người Chí thì đã bị anh ta nắm giữ cổ tay áp lên thành ghế. Tôi sợ hãi giãy nảy ra. Tránh ra, anh buông ra. Chí đương nhiên không theo ý tôi, ngược lại còn giữ chặt hơn, cả người gần như đổ đè lên người tôi. Sao, cô đang sợ sao? Ai thèm sợ anh? Tôi buồn ngủ, tôi muốn đi ngủ, anh tránh ra. Tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cô. Chẳng lẽ cô không muốn biết đáp án sao? Ý đồ của Vũ Minh Chí chắc chắn không tốt đẹp, nên tôi chẳng dại hỏi nhiều mà rước họa vào thân. Tôi vội bảo, không, tôi không muốn biết nữa. Nhưng tôi lại muốn cô biết thì sao? Thì mặc xác nhà anh, tôi không rảnh nghe. Nói rồi, tôi cố dùng sức đẩy Vũ Minh Chí ra, nhưng cả người bỗng bị một lực khỏe mạnh xốc dậy. Tiếp đó tôi bị bế bổng trên tay Chí. Anh ta sải mấy bước chân lớn liền đến giường. Khi tôi vẫn đang khó khăn dãy giụa thì cơ thể đã bị ném xuống. Đầu va đập với đệm, tôi choáng váng bỏ dậy. Chưa kịp ngồi thẳng, đã thấy quần áo trên người Vũ Minh Chí được cởi bỏ. Cảm giác dơ bẩn và buồn nôn lập tức xuất hiện. Tôi ú ớ vùng vẫy để thoát ra nhưng không có tác dụng. Một tay Chí bóp chặt miệng tôi, tay còn lại khống chế hai tay tôi như sắp bẻ gãy. Anh ta nhắc nhở với ngữ khí đe dọa rõ ràng. Quản miệng cô cho tốt. Làm tôi bị thương, tôi sẽ bẻ sạch răng cô. Vũ Minh Chí hoàn toàn không buông tha, ngoài cảm giác ghê tởm còn là sự nhục nhã chưa bao giờ có. Nước mắt tôi vì thế không kìm nổi mà rơi xuống thành hàng. Thế nhưng những giọt lệ ấy không hề làm Chí dừng lại, anh ta dường như không để ý. Suốt đêm hôm đó, Vũ Minh Chí hết lần này tới lần khác, mặc tôi mệt mỏi dã rời, mặc tôi mắng nhiếc kháng cự, thì anh ta càng ra sức hành hạ, khiến tôi cạn kiệt sức lực, cả người chỉ muốn ngất đi. Không ngờ cái giá tôi phải trả cho việc anh ta xem xét lại nhục nhã như vậy. Tôi đâu đòi hỏi Vũ Minh Chí phải chọn nguồn vải của An Thế, cũng chẳng biết anh ta có thật sự nghiêm túc cân nhắc hay không. Nhưng chắc chắn một điều là Chí đang cố ý chà đạp lòng tự trọng của tôi, coi khinh tôi chẳng ra gì. Và đó chính xác là mục đích Vũ Minh Chí lấy tôi. Không lâu sau, tôi nhận được tin tập đoàn Lin và công ty An Thế hợp tác làm ăn. Theo đúng ý muốn nên Thế Hào cũng giữ lời hứa, tìm bác sĩ giỏi tích cực điều trị bệnh cho bố. Tôi nghe cô Năm kể, hai mẹ con bà Liên đã quan tâm bố nhiều hơn chứ không thờ ơ mặc kệ như trước nữa. Tuy nhiên, anh ta được voi đòi tiên, cứ dăm bữa nửa tháng lại gọi điện bảo tôi thuyết phục Vũ Minh Chí một số vấn đề. Tôi không đồng ý bảo. Anh đòi hỏi vừa thôi, tham lam thâm hiểm quá, cẩn thận không có kết cục tốt đâu. Tao là đang cố gắng mang về cho An Thế thật nhiều quyền lợi đấy. Mày không hiểu cái quái gì cả. Ừ, tôi không hiểu đấy. Thế nên đừng gọi điện bắt tôi phải làm gì cho anh nữa. Đâu ai biết, từ sau lần ký hợp đồng, tôi đã phải khổ sở thế nào mỗi khi Vũ Minh Chí đòi hỏi chuyện đó. Ai có thể tưởng tượng một người bên ngoài luôn tỏ ra lạnh lùng lãnh đạm như anh ta, lại có sở thích không chấp nhận nổi. Thời gian thấm thoát trôi đi, chớp mắt tôi đã kết hôn được 3 tháng. 3 tháng qua với tôi mà nói chẳng khác nào địa ngục. Ở nhà bị Vũ Minh Chí tra tấn tâm lý cùng với thể xác đã đành, mà mẹ và cô em chồng vẫn không ngừng bắt bẻ làm khó tôi. Đến công ty thì áp lực công việc và đồng nghiệp chẳng kém, khiến tôi không còn hơi sức hít thở. Động lực duy nhất giúp tôi tiến về phía trước chỉ có bố, nhưng bản thân đôi lúc không thể tỏ ra mạnh mẽ hay giả vờ là mình ổn mãi được. Ví như ngày hôm nay, tôi bị bắt phải giao nộp 5 bản thiết kế trước 11 giờ trưa. Thời gian gấp rút, tôi đã phải cố gắng tập trung cao độ mới hoàn thành đúng giờ. Thế nhưng khi nộp bản vẽ cho trưởng phòng, cô ta chỉ nhìn lướt qua đã chê bai, bắt tôi sửa đi sửa lại rất nhiều lần mà vẫn chưa vừa ý. Quá đáng hơn khi cô ta vu tôi sao chép ý tưởng của nhà thiết kế Henry mới cho ra mắt sản phẩm vài tháng trước. Tuy nhiên, khi tôi tìm kiếm những mẫu thiết kế của Henry đem so với bản thiết kế của mình
để chứng minh thì trưởng phòng lại lật lọng bằng cách nói rằng do trí nhớ không tốt nên trách nhầm tôi. Rõ ràng cô ta cố ý chơi đều tôi nhưng chưa chịu dừng ở đó mà tiếp tục bắt tôi sửa từng đường nét, họa tiết, màu sắc sao cho hài hòa, cân xứng dưới góc nhìn của cô ta. Kết quả là tôi phải bỏ cả thời gian nghỉ trưa với chiếc bụng đói meo để hoàn thiện xong tác phẩm của mình. 5 giờ chiều tan làm, Vũ Minh Chí cùng trợ lý Hải đi gặp đối tác vẫn chưa quay về, nên tôi cũng không về chung với Trinh mà bắt taxi lang thang quanh thành phố. Lúc đi ngang qua đoạn đường mà thời sinh viên, Hoàng vẫn thường chở tôi phía sau chiếc xe đạp chạy loanh quanh. Tôi lại kìm lòng không nổi nhớ về quá khứ. Vì thế đã bảo tài xế dừng xe, thanh toán tiền, xong thì một mình đi bộ trên con đường mòn quen thuộc ấy, rồi dừng chân ngồi trên ghế đá. Từng đoạn ký ức ùa về trong tâm trí, tôi nhớ Hoàng đã từng nói. Sau này chúng mình già đi, con cháu đều có cuộc sống gia đình ổn định. Anh sẽ mua một căn nhà ngoài ngoại thành, cùng em an hưởng tuổi già, giống những ngày tháng cuối đời thật bình dị yên vui. Ngày ấy tôi vẫn thường trêu anh. Ai hứa sẽ lấy anh mà anh đang nghĩ đến chuyện cùng em già đi thế? Không cần chính miệng em hứa, chỉ cần nhìn vào tình yêu em dành cho anh là biết em muốn làm vợ anh rồi. Tôi bĩu môi nhịn cười bảo, còn lâu em mới chịu nhá, em không thèm làm vợ anh đâu. Em chắc chưa? Nếu em không lấy anh mà lấy thằng khác thì hôm hôn lễ diễn ra anh nhất định sẽ đến quậy tanh bành rồi cướp dâu. Đến lúc ấy mọi người đều biết chúng ta từng rất yêu nhau, để xem còn ai dám cưới vợ anh không. Eo, anh xấu tính như thế thật á? Ừ, ai bảo em đánh cắp trái tim anh. Chúng tôi bật cười rạng rỡ ngồi trên ghế đá. Bờ vai Hoàng vững chắc mà ấm áp làm điểm tựa cho tôi gối đầu. Anh nắm tay tôi, 10 ngón tay hai đứa đan xen gắn kết, hệt như tình yêu chúng tôi dành cho nhau sâu đậm, gắn bó lúc bấy giờ. Nhưng không ngờ, lời nói đùa bâng quơ khi ấy của tôi lại trở thành hiện thực. Còn lời Hoàng nói thì chẳng thể xảy ra. Tôi biết anh không phá đám cưới, không giành giật tôi về là vì tôn trọng lựa chọn của tôi. Và hơn hết, Vũ Minh Chí còn là người thân của anh. Suy cho cùng, mọi việc Hoàng làm đều nghĩ tới tôi. Sống mũi tôi mỗi lúc một cay xè, tầm nhìn trước mắt cũng trở nên mờ nhạt. Một giọt nước mắt bất ngờ tràn khỏi khóe mi, thi nhau lan dài trên má. Tôi lại khóc nữa rồi. 3 tháng qua, chẳng biết đã bao nhiêu lần khóc thầm trong đêm, lòng đau quặn thắt không thể diễn tả hết thành lời. Nhưng rồi mỗi sáng thức dậy, vẫn phải tỏ ra như không có chuyện gì để sống tiếp những ngày tháng vô vị, tẻ nhạt, với một vỏ bọc kiên cường mạnh mẽ. Thân là con gái, không ai muốn phải gồng mình chống đỡ hết thảy những khó khăn gian khổ của cuộc đời. Tôi cũng muốn làm cô gái nhỏ vô tư, được người đàn ông của mình yêu thương bao bọc, che chở, thay tôi gánh vác tất thảy mưa gió bão bùng ngoài kia. Tiếc thay, mong ước đó với tôi rất xa vời. Bỗng phía sau lưng tôi truyền đến một tiếng gọi. Vi! Khi âm thanh quen thuộc trầm thấp vang lên, tôi lập tức nhận ra giọng nói của Hoàng. Trái tim bất giác như có người gõ mạnh. Phản ứng đầu tiên không phải là quay đầu nhìn anh, mà là vội giơ tay quệt đi nước mắt. Cố gắng điều chỉnh tâm trạng, tôi hít sâu mấy hơi, trên môi nặn một nụ cười rồi mới quay đầu lại. Anh! Cũng đã 3 tháng kể từ ngày tôi trở thành mợ của anh. Chúng tôi đã không gặp nhau, nhưng thỉnh thoảng Hoàng vẫn nhắn tin hỏi thăm cuộc sống của tôi trên danh nghĩa bạn bè. Tôi vẫn trả lời, chỉ có điều không nhiệt tình hay cuốn sâu vào câu chuyện, bởi bản thân rất sợ Hoàng không buông bỏ được đoạn tình cảm xưa mà cứ mãi vấn vương, làm ảnh hưởng đến cuộc sống của anh. Khác với vẻ tươi tắn khi chúng tôi bên nhau, trong mắt Hoàng giờ đây toàn phảng phất nét buồn bã ưu sầu. Thấy anh như vậy, tôi không khỏi tự trách chính mình vì đã làm tổn thương anh. Nhưng tự trách bản thân một thì tôi hận Vũ Minh Chí và Nguyễn Thế Hào 10, bởi chính bọn họ là nguồn cơn gây ra mọi chuyện. Trùng hợp vậy, anh đi đâu qua đây thế ạ? Hoàng không trả lời câu hỏi mà tiến lại gần tôi quan sát mấy giây, chân mày anh khẽ nhíu hỏi tôi. Em sao thế? Sao lại ngồi đây khóc? Tôi lúng túng chớp chớp mi mắt, né tránh ánh mắt dò xét của Hoàng, gượng cười chối. Đâu có đâu, em không khóc mà bị con gì bay vào mắt ấy. Chẳng rõ Hoàng có tin không, nhưng anh không gặng hỏi vấn đề đó nữa mà ngồi xuống cạnh tôi. Sao em lại đến đây? Đoạn đường này đâu thuận với đường về nhà của em đâu. Đúng vậy, không những không thuận mà còn cách xa nhà họ Vũ. Tôi không thể nói với Hoàng là do tôi chán nản, tâm trạng không tốt, không muốn về nhà chồng nên mới bắt xe lượn lờ vài vòng. Thế nào tài xế lại chạy qua con đường này, làm tôi nhớ chuyện cũ rồi dừng chân ở đây. Tôi nói dối. À, em có việc gần đây, đúng lúc thèm bingsu
nên quán cũ ăn rồi đi bộ ra đây ngồi hóng gió. Cậu Chí không đi cùng với em sao? Anh ấy có hẹn với đối tác, với lại mỗi đứa bận công việc riêng nên em cũng không muốn phiền Chí. Theo lẽ mà nói, đã là vợ chồng thì sẽ không có chuyện phiền hà gì hết, nhất là những cặp vợ chồng mới cưới, tình yêu đang rất nồng cháy. Chỉ cần đối phương luôn đặt tâm trí ở ta, mỗi giây mỗi phút đều hướng về ta, thì dù bận đến mấy, người đó vẫn sẽ vì mình mà xuất hiện. Lo mình lỡ lời làm Hoàng nghi ngờ nên tôi đánh trống lảng. Mà anh chưa trả lời câu hỏi của em đâu, anh có việc gần đây ạ? Hoàng rời mắt nhìn đến phía trước, trên môi nở nụ cười nhạt, anh nói. Không, anh theo thói quen tới đây thôi. Tôi nhất thời im bặt chẳng nói được gì, vẫn biết kỷ niệm luôn là thứ rất dễ chi phối suy nghĩ của bản thân, nhất là những đoạn ký ức đã ăn sâu vào tim, ngấm mòn tâm trí thì càng khó để quên. Hoàng cứ thế này thì tới bao giờ anh mới thoát ra khỏi mối tình đang dang dở của hai đứa, mà bắt đầu một cuộc sống vui vẻ như chưa từng có tôi xuất hiện trong cuộc đời của anh đây. Vết thương tôi để lại trong tim anh quá lớn, biết làm sao mới có thể vá lành. Thấy tôi không nói gì, Hoàng hỏi, có muốn cùng anh đi dạo một lúc không? Dẫu trong lòng rất muốn nhưng tôi hiểu, nếu mình dây dưa không dứt, phân tách rạch ròi quan hệ với Hoàng thì người thiệt thòi sẽ là anh. Thế nên tôi đã đáp, gần 6 giờ rồi, em phải về thôi, không mọi người ở nhà sẽ lo cho em. Thật ra, nửa đêm mới về cũng chẳng ai quan tâm tôi đi đâu, có gặp chuyện gì bất chắc hay không. Nhưng nếu tôi về muộn, chắc chắn sẽ bị mẹ chồng chỉ trích. Hoàng biết ý nên không làm khó tôi, anh bảo, vậy anh đưa em về. Tôi không nỡ từ chối, mà lần này Hoàng cũng không cho tôi cơ hội từ chối. Vừa nói dứt câu, anh liền đứng dậy, chỉ tay đến chiếc xe màu đen đỗ phía ngoài, sau đó kéo tôi đứng lên rời đi. Trên đường về nhà, tôi hầu như không chủ động nói chuyện, trừ khi Hoàng hỏi mới kiệm lời trả lời đôi ba câu, còn lại đều cầm điện thoại nghịch trong vô thức. Chưa bao giờ tôi thấy quãng đường về nhà họ Vũ xa như vậy, đi mãi mới về đến nơi. Khi xe dừng trước cổng biệt thự, tôi quay sang nói với Hoàng theo phép lịch sự. Cảm ơn anh đã đưa em về. Không cần khách sáo với anh. Anh có vào nhà chào hỏi bố mẹ chồng em một tiếng không? Hay để hôm khác anh cùng bố mẹ qua nhà chơi sau nhé? Tôi chỉ hỏi vu vơ theo lẽ thông thường, vì dù sao Hoàng cũng là con cháu nhà họ Vũ. Anh đã đến trước cổng, chẳng lẽ tôi lại không mời chào? Cứ tưởng Hoàng sẽ từ chối vì nghĩ anh vẫn chưa thể đối diện với Chí một cách bình thường, nào ngờ anh đáp. Ừ, sẵn tiện đã đến, anh nên vào chào hỏi ông bà và cậu gì. À, vâng. Dứt lời, tôi miễn cưỡng mở cổng để Hoàng chạy xe vào trong sân. Khi tôi tiến vào phòng khách trước, mẹ chồng đang ngồi trên ghế sofa thấy tôi về giờ này sắc mặt rất khó coi. Bà đang định khiển trách tôi, nhưng sự xuất hiện của Hoàng đã thay đổi biểu cảm nhíu mày của bà, thay vào đó là bất ngờ. Mọi người trong nhà cũng một phen ngạc nhiên xen lẫn vui vẻ. Hoàng hơi cúi mình cất tiếng chào. Cháu chào ông bà, chào dì Trinh. Bố chồng mỉm cười gật đầu. Ừ, Hoàng tới chơi hả cháu? Vâng. Mẹ chồng thấy tôi và Hoàng người trước người sau đi vào nhà thì thắc mắc. Sao Vi và Hoàng đi cùng nhau thế? Có lẽ quan hệ giữa chúng tôi vẫn là bí mật với người nhà Chí nên Hoàng đáp. Cháu gặp mợ Vi trên đường nên đưa mợ về ạ. Vậy à, lâu rồi cháu mới đến. Tối nay ở lại ăn cơm với mọi người luôn nhé. Dạ vâng, để cháu gọi báo với bố mẹ một tiếng ạ. Ừ. Có mặt người ngoài, mẹ chồng tươi tỉnh nhỏ nhẹ với tôi hẳn. Làm về cũng mệt rồi, Vi lên phòng tắm gội thay đồ đi con. Vâng, mọi người ngồi nói chuyện, con xin phép về phòng ạ. Ừ, chuẩn bị nước cho thằng Chí luôn. Vâng. Không biết khi Chí trở về, bắt gặp Hoàng ở đây, còn ăn cơm tối cùng với gia đình, thái độ của anh ta sẽ như thế nào nhỉ? Đến giờ, anh ta và Hải vẫn chưa về, nên sau khi tôi tắm xong, cũng không xuống nhà ngay mà ở lì trên phòng. Mãi đến khi dưới sân nhà truyền đến tiếng xe quen thuộc mới lững thững đi xuống. Anh ta bước vào nhà thấy Hoàng, sắc mặt không mảy may biểu cảm mà chỉ liếc mắt một cái rồi gật đầu đầy vẻ xa cách, tiếp đó đi thẳng lên lầu. Nhưng lúc ngang qua tôi, ánh mắt Chí liền thay đổi, hiện rõ vẻ sắc bén. Tôi làm ngơ như không nhận ra mà lướt qua anh ta xuống dưới phòng khách. Bữa tối, bầu không khí trên bàn ăn khá sôi nổi, bố mẹ chồng hỏi han Hoàng không ngớt, bố chồng còn bảo. Mấy tháng trước, ông nghe bố mẹ cháu nói cháu muốn kết hôn. Sao thời gian qua không thấy gia đình cháu nhắc tới chuyện đó nữa thế? Hôm nào rảnh rỗi, đưa cháu dâu đến chơi ra mắt ông bà, cậu gì biết mặt nhá. Nghe vậy, động tác của tôi vô thức khựng lại, lén lút quan sát phản ứng của Hoàng. Thấy anh gượng cười, cố tỏ ra bình tĩnh, thì trong lòng không khỏi áy náy và tự trách,
Anh đáp, à, cháu và cô ấy chia tay rồi ạ. Tôi buồn bã thu lại tầm mắt, đồng thời cũng cảm nhận được ánh mắt nóng nóng của người bên cạnh. Khi quay sang, liền đụng trúng cái nhìn sắc lẹm của Chí. Tôi lúng túng vội cụp mi mắt, mất tự nhiên gắp thức ăn bỏ vào miệng. Mẹ Chí hỏi, sao thế? Sao lại chia tay? Duyên phận chúng cháu ngắn ngủi, nên chỉ có thể cùng nhau đi chung một đoạn đường thôi. Nhưng dẫu cô ấy lựa chọn ở bên ai, kết hôn với người nào, thì cháu đều mong cô ấy được hạnh phúc. Người đàn ông ấy toàn tâm toàn ý yêu thương và bảo vệ cô ấy là cháu an tâm rồi. Những lời này Hoàng không chỉ trả lời mẹ chồng tôi, mà dường như anh còn muốn nói với Chí. Nhưng ngoài vợ chồng tôi và Hoàng thì chẳng ai hiểu rõ sự tình sâu xa bên trong, nên Trinh mới bảo, cháu gì đẹp trai tốt bụng, gia cảnh tốt như vậy mà cô gái kia bỏ lỡ mất, dì thấy tiếc thay cô gái đó luôn đấy. Hoàng không đáp lại, chỉ mỉm cười rất nhạt. Trinh nói tiếp, dì có mấy người bạn cũng xinh xắn tài giỏi lắm, để hôm nào có dịp dì giới thiệu cho. Không cần đâu, hiện tại cháu chưa muốn yêu người mới. Ồ, tính làm người đàn ông thâm tình trung thủy à? Dì cứ thử yêu rồi chia tay đi thì sẽ hiểu. Trinh chợt cứng họng không nói nữa, vì cô ấy căn bản chưa có nổi một mảnh tình vắt vai, nên sẽ không hiểu hết được cảm giác day dứt, nuối tiếc khi chia tay người mà mình còn rất yêu. Thấy Hoàng không thích nói quá sâu chuyện tình cảm, nên mọi người cũng chuyển chủ đề sang chuyện khác. Khi tất cả các thành viên đang tập trung ăn uống, bỗng Vũ Minh Chí gắp thức ăn bỏ vào bát của tôi. Anh ta nói với giọng điệu quan tâm, ăn nhiều vào, dạo này em hơi gầy rồi đấy. Chưa bao giờ Chí thể hiện tình cảm hay thân thiết với tôi giống như một cặp vợ chồng đúng nghĩa. Tuy không cư xử xa cách trước mặt người nhà anh ta, nhưng cũng chưa từng giả tạo quan tâm gắp thức ăn cho tôi như lúc này. Đoán chắc Vũ Minh Chí cố tình phô ra để Hoàng thấy. Tôi vừa thẹn vừa giận mà vẫn phải mỉm cười đáp, vâng, anh cũng ăn đi ạ. Gắp đồ ăn Chí lấy cho mình bỏ vào miệng. Tôi không cảm nhận được độ ngon của món ăn, không thấy ngọt ngào của hạnh phúc, mà chỉ cảm thấy nhạt nhẽo và chán ghét. Đã thế, Vũ Minh Chí còn giả vờ hỏi tôi, đồ ăn hôm nay có ngon không, ăn có vừa miệng không, buộc tôi phải vui vẻ trả lời theo đúng đáp án mà anh ta muốn. Thấy chúng tôi tình tứ hơn hẳn ngày thường, Trinh bảo, hai anh chị có thể đừng anh em rồi gắp đồ ăn qua lại cho nhau nữa được không? Cứ như kiểu cả bàn ăn có mỗi mình hai người ấy. Không muốn thấy cảnh này thì em cứ việc đứng dậy đi. Chí dửng dưng đáp, làm Trinh không nói được gì. Anh sẽ bảo giúp việc, mang đồ ăn lên phòng cho em. Dù rằng mẹ chồng không vừa mắt, thường ngày vẫn nhắc nhở tôi đủ điều với thái độ không mấy vui vẻ, nhưng hôm nay có mặt thành viên khác, bà không để lộ bất kỳ biểu hiện nào là không ưa tôi ra mặt, ngược lại còn khuyên nhủ con gái. Hai anh chị mới kết hôn, tình cảm khăng khít là phải rồi. Vậy mẹ mới nhanh có cháu bế bồng, con cô đơn nên mới ghen tị với người ta có đôi có cặp đấy. Thế nên mau mau tìm người yêu rồi kết hôn đi, đến lúc đó không khéo con còn quấn chồng mình hơn Chí và Vi bây giờ ấy. Mẹ! Tôi thoáng bắt gặp biểu cảm xấu hổ trên gương mặt xinh đẹp của Trinh. Đôi đồng tử đen long lanh lướt nhìn sang người bên cạnh, cô ấy nhỏ giọng bảo, đâu phải con chưa muốn có người yêu đâu, cũng cần đối phương đồng ý thì con mới có con rể cho bố mẹ được chứ. Rồi rồi, mẹ đợi tin tốt của con. Xuyên suốt bữa tối hôm đó, cho tới khi Hoàng về, tôi đều rất kiệm lời, cũng chẳng dám đối mặt với anh, nên cứ trốn tránh ánh mắt khi chúng tôi vô tình chạm phải nhau. Khổ nỗi, mỗi lần chạm mắt Hoàng là y như rằng bị Vũ Minh Chí bắt gặp. Miệng anh ta mỉm cười nhìn qua tưởng vô hại, nhưng tôi biết tàng ẩn bên trong chắc chắn là mối nguy hiểm đang đợi mình. Hoàng ở không lâu, đến 8 rưỡi thì anh đứng dậy xin phép về nhà. Vũ Minh Chí là người đi cùng anh ra gara. Chẳng rõ hai người họ nói gì với nhau mà đứng ngoài đó rất lâu. Phải hơn 15 phút sau Chí mới trở vào nhà. Đi qua phòng khách, khi tôi đang ngồi xem tin tức cùng với mọi người, anh ta dừng bước bảo tôi, Vi, về phòng nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm nữa. Tôi biết Vũ Minh Chí có chuyện cần nói với mình nên mới bảo như vậy. Chứ bình thường có bao giờ anh ta nhắc tôi đi ngủ sớm đâu. Tôi hiểu ý nên chúc bố mẹ ngủ ngon, xong thì cũng theo Chí trở về phòng. Khi cánh cửa phòng ngủ vừa đóng, chưa đợi tôi hỏi, Vũ Minh Chí đã trở mặt. Anh ta gỡ lớp mặt nạ ban nãy để lộ biểu cảm thật. Chí ngồi trên ghế sofa, gác chân lên bàn, ngữ khí lạnh lùng bảo, cô giỏi đấy. Nhân lúc tôi bận việc, liền đi hẹn hò với thằng Hoàng, còn để nó đưa cô về tận nhà. Cô không sợ người nhà tôi phát hiện nó là bạn trai cũ của cô? Hay là cô đang muốn phô cho gia đình tôi biết cô và nó từng yêu nhau? Tôi tình cờ gặp Hoàng trên đường nên được anh ấy đưa về thôi. Chứ không phải cô nhớ nhung nó, không chịu được nên hẹn gặp sao?
Anh bớt suy diễn linh tinh lại đi. Vũ Minh Chí nhìn tôi chằm chằm, lời lẽ cảnh cáo rõ ràng. Tốt nhất, cô nên biết điều tránh xa cháu trai tôi ra. Người như cô ở gần Hoàng, chỉ vấy bẩn lên nó mà thôi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Người như tôi, chỉ nên ở gần kẻ dơ bẩn như anh thôi nhỉ. Cái tính không chịu khuất phục trỗi dậy, tôi lỡ miệng mắng Vũ Minh Chí, khiến sắc mặt anh ta càng trở nên u ám lạnh lẽo. Không muốn chọc điên Chí, tôi lẳng lặng vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Lát sau đi ra, vẫn thấy Chí ngồi chễm chệ trên ghế sofa. Bầu không khí trầm lặng hồi lâu, đợi mãi cũng không thấy Chí nhúc nhích đứng dậy. Tôi đợi hết nổi liền bảo, phiền anh ra chỗ khác cho tôi ngủ. Chí không phản ứng, chỉ liếc mắt lườm tôi, mãi sau mới nhàn nhạt nhả từng chữ. Cô muốn tự động hay để tôi? Tuy không thể trông thấy sắc mặt mình lúc này, nhưng tôi chắc chắn nó đang dần trắng bệch. Con người đen kịt tĩnh mịch, tràn ngập hận ý và lửa giận nhìn Vũ Minh Chí. Không gì hết, tôi sắp đến tháng rất đau bụng, không muốn phục vụ anh. Đã nói tới mức đó mà Vũ Minh Chí vẫn không có ý định buông tha. Anh ta đứng dậy ép tôi đến bên cửa sổ sát đất, mặc tôi vùng vẫy, Chí thẳng tay xâm chiếm. Chí cắn mạnh vành tay tôi hằn học hỏi. Cô thích quyến rũ nó lắm phải không? Nhớ nhung nó không quên được phải không? Tôi nói cho cô biết, cả đời này của cô, đừng hòng nghĩ đến chuyện nối lại tình xưa với nó. Ở trước mặt tôi còn dám liếc mắt đưa tình, lời lẽ ẩn ý yêu thương. Cô muốn chết sớm hơn đúng không? Tôi không trả lời, mà cắn chặt cánh môi, chịu đựng lực tấn công của Chí. Dáng vẻ cứng đầu ấy càng khiến Chí tăng thêm lực tàn sát bừa bãi khắp người tôi. Tấm kính trước mắt bóng loáng như gương phản chiếu tư thế của chúng tôi, nhìn tôi chật vật nhếch nhác, còn Vũ Minh Chí mặt người dạ thú không ngừng vật động. Tôi nghiến răng vẫn uất nhắm mắt. Vũ Minh Chí không chịu buông tha, nắm chặt mái tóc dài của tôi, bức tôi ngửa đầu miệng lưỡi tàn độc. Mỗi động tác của anh ta khiến tôi đau đớn vô cùng. Vũ Minh Chí, anh biến đi, tôi ghê tởm anh. Cảm nhận rõ cơ thể không chịu phối hợp của tôi, Chí cười khẩy nói. Đêm nay, tôi có nhiều thời gian dây dưa với cô, để xem cô chịu đựng được bao lâu. Từng đợt tấn công, mỗi lúc một trở nên thô bạo và dữ dằn hơn. Nhớ lời của Vũ Minh Chí từng nói, tôi càng không thích điều gì, anh ta càng làm tới cùng. Toàn thân tôi đau nhức, nghiến răng mặc Vũ Minh Chí giày vò, trông chờ anh ta nhanh chóng phong thích. Ai ngờ trải qua giai đoạn khẩn cấp, anh ta bỗng bình tĩnh trở lại, dây dưa trêu chọc thông dong tôi. Cuối cùng cơ thể tôi nóng lên, một cảm giác đáng sợ hơn cả, đau đớn chợt xuất hiện. Nước mắt rơi ướt đẫm gương mặt từ bao giờ, đầu óc tôi hỗn loạn từ lâu. Tôi hận Vũ Minh Chí, hận không thể rút gân lột ra anh ta. Những ngày sau, mỗi ngày trôi qua, tôi đều cầu nguyện, mong cho cuộc hôn nhân bất hạnh của mình và Vũ Minh Chí sớm ngày kết thúc. Nhưng dường như chẳng có tác dụng. Anh ta vẫn miệt mài hành trình hành hạ tôi mỗi đêm, khiến sức khỏe của tôi suy giảm đi nhiều. Cả người lúc nào cũng trong tình trạng mệt mỏi, buồn ngủ, còn Chí lại không hề hấn gì. Tôi thực sự không hiểu, anh ta chán ghét tôi là vậy, tại sao vẫn có thể quan hệ với tôi hàng đêm? Chẳng lẽ quan hệ với kẻ thù mang đến cảm giác kích thích cho anh ta hay sao? Một hôm tôi từ ngoài trở về, vừa bước vào nhà liền bắt gặp mẹ chồng và Ngọc đang ngồi ở phòng khách, lật xem những tấm hình. Sắc mặt mẹ chồng rất khó coi nên tôi đã rất thận trọng cất lời. Mẹ à? Thấy tôi, mẹ chồng tức giận hầm hầm. Khi tôi còn đang nghi hoặc không biết mình lại làm gì sai khiến mẹ chồng phật lòng, thì bà ném tuyệt đống ảnh trên tay vào người tôi. Nguyễn Bảo Vy, cô giỏi lắm. Cô và thằng Hoàng từng yêu nhau, mà cô còn dám kết hôn với con trai tôi. Đúng là cái thứ mất nết, lẳng lơ không ra gì. Nếu gia đình tôi không phát hiện, có phải cô định qua mặt chúng tôi không? Cuối cùng thì mối quan hệ trước đây giữa tôi và Hoàng cũng đã bị bại lộ. Tôi không biết nên vui hay buồn, là cảm kích hay thấy có lỗi. Liệu rằng nhà chồng có vì chuyện này ép tôi và Vũ Minh Chí ly hôn không? Nếu điều đó xảy ra, đối với tôi là một chuyện vô cùng tốt. Bởi lẽ tôi đã chán ngán khi phải làm vợ anh ta và sống chung với nhà họ Vũ rồi. Tôi lặng lẽ nhặt từng bức ảnh lên xem. Toàn bộ là khung cảnh tôi ngồi cạnh Hoàng nói chuyện, anh nắm tay tôi kéo lên xe vào mấy hôm trước. Người chụp rất có tâm, quan sát ở góc độ nào cũng thấy ánh mắt chúng tôi nhìn nhau không bình thường. Mẹ chồng gắt gỏng. Cô có tính biện minh che giấu sự thật bằng lý lẽ dối trá nào không? Tôi thật không hiểu vì sao con trai mình lại kết hôn với loại con gái không ra gì như cô. Thử hỏi, có đứa con gái tử tế nào mà yêu cả cậu lẫn cháu rồi kết hôn với người cậu không? Gia đình không chút nề nếp gia phong,
nên cô cũng không biết phép tắc phải không? Hèn chi người đời có câu mẹ nào con nấy. Mẹ cô không ra gì, nên sinh ra cô cũng là loại con gái chẳng ra sao. Sự thật, tôi và Hoàng từng yêu nhau, nên tôi không có ý định phủ nhận quan hệ của hai đứa trong quá khứ. Nhưng hiện tại, chúng tôi không hề có bất kỳ mập mờ nào cả. Lâu nay tôi vẫn luôn nhẫn nhịn, không tranh cãi với mẹ chồng, vì tôn trọng bà là bậc trưởng bối. Và hơn hết, bố chồng rất quý tôi, nên tôi không muốn đắc tội bà rồi làm phiền ông. Thêm một chuyện, chi bằng bớt một chuyện. Thế nhưng mẹ chồng năm lần bảy lượt nói móc thân phận của tôi. Hôm nay còn quá đáng xúc phạm mẹ tôi, thì tôi không thể chịu nổi nữa. Bà ấy thích làm căng cũng tốt, đuổi tống cổ tôi đi, bắt chí ly hôn với tôi càng tốt. Tôi chờ ngày này lâu lắm rồi. Mẹ, mẹ nói con thế nào cũng được, nhưng mẹ không có quyền xúc phạm mẹ con. Mẹ chưa từng gặp bà ấy. Mẹ biết bà ấy là người xấu xa hay hiền lành ạ? Loại ngủ với chồng người khác mà tốt lành cái gì? Phá hoại hạnh phúc gia đình người khác thì hiền cái nỗi gì? Còn cô, loại con gái không giữ phụ đạo, yêu cả cháu lẫn cậu, kết hôn rồi vẫn dây dưa với bạn trai cũ thì ngoan ngoãn tốt đẹp gì? Hay tôi nói sai, oan ức cho mẹ con cô? Thầy vì chỉ trích con. Mẹ nên dạy bảo lại con trai của mẹ. Chính anh... Tôi chưa dứt câu. Chính anh ta mới là loại người không ra gì, làm hại con, còn ép con chia tay Hoàng để kết hôn với anh ta. Thì bỗng có tiếng đàn ông cắt ngang gọi lớn tên tôi. Vì... Vũ Minh Chí cùng em gái và Hải quay về, đúng lúc khiến lời tôi muốn thốt ra không thể thốt ra hết. Khi hai người kia còn đang ngờ vực, không hiểu vì sao mẹ chồng lớn tiếng với tôi, thì Vũ Minh Chí đã sải rộng bước chân đi tới. Không quan tâm, cũng chẳng hỏi rõ sự tình, giật ngược tôi về đứng phía sau anh ta, như thể đoán biết được giữa tôi và mẹ chồng có vấn đề gì. Ánh mắt Chí sâu đen khó lường, không hề che giấu tia cảnh cáo hiện rõ trong đồng tử. Mẹ chồng thấy con trai về, bà lập tức nhặt một bức hình trên bàn chìa ra trước mặt Chí. Con xem đi, nó với thằng Hoàng từng là người yêu của nhau đấy. Con có biết không, chúng nó vẫn tình tứ liếc mắt đưa tình đây này. Chí không nhận tấm hình, chỉ nhìn lướt qua rồi dừng ánh mắt trên người mẹ chồng. Thái độ dửng dưng, không chút bất ngờ của anh ta, giúp mẹ chồng đoán được con trai sớm đã biết chuyện. Bà không vui hỏi Chí. Con cũng biết quan hệ giữa nó và Hoàng sao? Vũ Minh Chí bình thản đáp. Có vấn đề gì sao ạ? Đương nhiên là có. Với con thì không. Trước đây, vì yêu đương với ai không quan trọng, vì con không để tâm. Giờ cô ấy làm vợ con, thì chính là mợ thằng Hoàng. Con tin cô ấy đủ tỉnh táo, nhớ rõ thân phận của mình. Con nói nghe nhẹ nhàng vậy Chí. Chúng nó yêu nhau 2 năm, thử hỏi đã tiến triển đến mức độ nào rồi. Còn con và nó quen nhau từ bao giờ? Quen nhau như thế nào mà con lại đột ngột đòi kết hôn với nó? Con nói đi, rốt cuộc vì nguyên nhân gì? Tôi rất muốn vạch trần toàn bộ sự thật, nhưng vừa khẽ nhích người, cổ tay liền truyền đến một lực rất mạnh, thay lời nhắc tôi không được mở miệng nói linh tinh. Chí nói, con quen Vi ra sao? Gặp cô ấy khi nào? Đều không cần báo cáo chi tiết với mẹ. Phiền mẹ đừng tìm hiểu quá khứ, cũng như cuộc sống riêng tư của Vi nữa. Nếu còn có lần sau, con sẽ xử đẹp người được mẹ thuê làm việc đấy. Con đang đe dọa mẹ sao? Không, là con góp ý với mẹ thôi. Con nghĩ mẹ rảnh rỗi, nhiều chuyện tới mức thuê người theo dõi nó à? Những tấm hình này là do một người nặc danh gửi đến nhà chúng ta. Con thử nói xem, nếu giới báo chí biết được chuyện này, thì bọn họ sẽ đưa tin rầm rộ, thêu dệt thành ra thế nào? Mẹ yên tâm, ai dám đưa tin, con tuyệt đối không để người đó tiếp tục kiếm cơm. Còn người nào đó thích nhiều chuyện, con sẽ tìm bằng được và xử lý. Kẻ thù xưa nay của tôi, ngoài Vũ Minh Chí thì chỉ có mẹ con Nguyễn Thế Hào. Nhưng tôi không nghĩ bọn họ lại ấu trĩ làm ra chuyện này. Đơn giản vì tôi còn làm dâu nhà họ Vũ ngày nào, thì mẹ con anh ta vẫn thu được lợi ích, nên sẽ không có chuyện họ tự tay hất đổ miếng mồi béo bở. Theo như lời mẹ chồng nói, vậy còn ai khác thù ghét tôi đi bày ra trò ném đá giấu tay này chứ? Bầu không khí giữa mẹ và vợ chồng tôi khá căng thẳng. Ngọc ở bên cạnh kéo kéo tay bà hòa hoãn. Mẹ ơi, mẹ đừng nổi nóng nữa. Anh Chí đã nói như vậy rồi, thì tức là chị Vi và Hoàng không còn dây dưa đâu. Mình vui vẻ lên đi ạ. Chuyện cũng chẳng có gì nghiêm trọng mà. Chuyện lớn như vậy sao lại nói là không nghiêm trọng? Trình cũng khá ngạc nhiên khi biết tôi từng là người yêu của Hoàng. Nãy giờ cô ấy không có cơ hội lên tiếng, lúc này mới chất vấn tôi. Chị dâu, rốt cuộc lúc chị kết hôn với anh Chí, chị có biết Hoàng là cháu trai của anh tôi không? Còn nữa, chị chia tay Hoàng được bao lâu mà đã quay qua yêu đương cùng với anh Chí thế hả?
Tôi biết... Chí chỉ cho tôi cơ hội trả lời vẻn vẹn hai từ đó thì cướp lời. Anh ta nghiêm nghị hỏi em gái. Việc của em à? Không phải việc của em, mà là việc của cả gia đình mình. Anh nói trước đây chị ta từng yêu đương cùng ai không quan trọng. Ok, em đồng tình. Nhưng người chị ta yêu phải là những người đàn ông khác, chứ không nên có họ hàng với chúng ta. Anh nghĩ đi, nếu chị ta và Hoàng đã ngủ chung, hóa chẳng phải loạn luân rồi sao? Cầm miệng! Vũ Minh Chí tức giận quát lớn, không chỉ khiến Trinh giật mình im bặt, mà cả mẹ chồng và cô em gái nuôi cũng phải dè chừng trước sắc mặt không tốt của anh. Còn lắm lời, đừng trách anh nhất thời quên em là em gái anh. Trần Hải Nam vội kéo Trinh đứng lùi ra xa Minh Chí, khuyên cô ấy đừng nói nữa để tránh chọc giận anh trai. Từ ngày lấy Chí, dù có chuyện gì thì biểu cảm của anh ta vẫn luôn giữ nét rừng rưng một màu, cùng lắm là nhíu mắt cau mày chút thôi. Chú Chí chưa từng bộc lộ sự tức giận ra mặt bao giờ. Những lời Trinh vừa nói không chỉ động chạm đến tôi mà còn động chạm cả anh trai, thì Chí nổi cáu cũng là lẽ đương nhiên. Mọi người không ai nói gì nữa, Vũ Minh Chí cũng không cùng tôi đứng ở đây mà kéo tôi một mạch trở lên lầu về phòng ngủ. Khi cánh cửa vang lên tiếng động lớn do tác động của Vũ Minh Chí tạo ra, không đợi anh ta mở miệng, tôi là người nói trước. Giờ ngoài bố anh thì người nhà anh đều biết quan hệ trước kia của tôi và Hoàng rồi đấy. Anh đóng kịch gì nữa? Nói hết sự thật cho mọi người biết đi, che giấu làm gì? Vũ Minh Chí bóp cằm tôi nghiến răng hỏi. Nếu tôi không về đúng lúc thì cô sẽ nói với mẹ tôi rằng tôi làm hại cô, ép cô chia tay thằng Hoàng kết hôn với tôi phải không? Phải. Tôi sẽ nói sự thật với mẹ anh, để bà ấy biết con trai mình là loại người khốn nạn thế nào. Lực bàn tay của Chí siết chặt làm tôi đau nhói. Tôi cố gắng lắm mới giành được tay anh ta ra, đứng lùi về sau giữ khoảng cách tự bảo vệ mình. Tại sao tôi luôn phải chịu những lời miệt thị coi khinh từ mẹ anh? Tôi phải nói rõ với bà ấy, tôi không tự nguyện mà là do anh ép buộc. Cô giỏi lắm, mới có mấy tháng mà lá gan của cô lớn hơn nhiều rồi. Vũ Minh Chí bước từng bước về phía tôi, không để tôi biết anh ta định làm gì. Cả người tôi thoáng run rẩy sợ hãi, nhưng ngoài mặt vẫn cố tỏ ra kiên cường. Cô cho rằng sau khi cô nói với người nhà tôi thì họ sẽ thương hại đứng về phía cô, giúp cô thoát khỏi tay tôi sao? Tôi không cần người nhà anh thương hại, tôi chỉ cần bố mẹ anh buộc chúng ta ly hôn thôi. Nguyễn Bảo Vy, cô tỉnh mộng đi. Trừ khi tôi chán hành cô, bằng không bất cứ người nào cũng đừng mong cứu được cô. Anh... Tôi đang nghi ngờ liệu cô có phải là kẻ đứng sau những bức hình kia không, cố tình thuê người chụp chúng rồi gửi cho bố mẹ tôi. Nếu cô muốn mọi người biết sự thật giữa chúng ta được thôi. Giờ cô cứ việc đi nói với họ đi, tôi cũng sẽ giúp cô truyền đạt đến tai người bố yêu quý của cô những chuyện ông ấy cần biết. Bàn tay tôi vô thức siết chặt, nghiến răng ken két, trừng mắt lườm Vũ Minh Chí. Anh ta nhếch môi cười đắc ý. Bố cô sẽ thấy tự hào hay xấu hổ khi sinh ra hai đứa con tài giỏi vậy nhỉ? Là giỏi dùng mưu bẩn, không ngại đánh đổi tự tôn, danh dự của bản thân để đạt được mục đích thối nát. Còn anh thì sao? Tưởng mình tốt đẹp lắm à? Tôi chưa từng nhận mình là người tốt, nhưng chắc chắn không hèn hạ giống anh em cô. Con đường do anh em cô chọn tôi không ép. Từ lúc đi bước đầu tiên đã sai trái, cũng đồng nghĩa với việc không có cơ hội quay đầu. Rõ ràng, người chủ mưu là Nguyễn Thế Hào. Tôi bất đắc dĩ trở thành nạn nhân bị cuốn vào vòng xoáy hận thù của Vũ Minh Chí, nhưng lại là người chịu thiệt thòi và đau đớn nhất. Tại sao vậy? Rút cuộc, Vũ Minh Chí định đối phó với Thế Hào bằng cách nào? Tại sao đến thời điểm này, anh ta vẫn chưa gây bất lợi cho Thế Hào, ngược lại còn thoải mái đáp ứng mọi đòi hỏi của Thế Hào đưa ra? Khôn hồn thì ngậm miệng lại, nói những điều không nên nói, đừng trách tôi tàn ác hơn với người nhà họ Nguyễn các người. Vũ Minh Chí, sống ác, ắt gặp báo ứng. Thế à? Vậy những bất hạnh cô gặp phải chính là quả báo do cô tự mình chuốc lấy đấy. Uất hận trào dâng, tôi cố kìm nén để không phát tiết sự bực bội, thay vào đó cắn mạnh cánh môi, nuốt xuống cục tức không thể giải tỏa. Tự nhủ bản thân nên im lặng, tránh tranh cãi cùng với Vũ Minh Chí, khiến mình càng tức tối và bất lợi. Chuyện hôm nay rất nhanh đã chuyển đến tai bố chồng tôi. Bầu không khí bữa tối cũng vì thế mà ngột ngạt, im ắng vô cùng. Các bạn vừa nghe hết tập 2 của câu chuyện Định Mệnh Ngang Trái Độc Quyền phát sóng trên kênh Chuyện 23S. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.